cùng đây xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần ở phần thứ nhất chúng ta sẽ đánh giá lại tất cả các cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích đã đánh giá ở trong tuần vừa qua phần thứ hai sẽ view lại một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản ví dụ nhóm trụ nhóm banh chứng khoán thép phân bón ví dụ như vậy những cái nhóm ngành mà chúng ta thấy là rất là cơ bản ở trên thị trường và phần cuối cùng, phần cuối cùng thì ông Lê sẽ cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ có một vài ý để đánh giá cái xu hướng thị trường trong tuần mới. Thì về cơ bản là trong tuần giao dịch mới thì chúng ta chỉ có 3 phiên giao dịch thôi, 3 trên 5 phiên giao dịch bởi vì đến ngày thứ 5 là chúng ta đã bắt đầu À, thế thì kết thúc tuần giao dịch cũ thì hôm nay đã ra bản tin video số 169, đó là chúng ta đánh giá uh, tuần từ ngày 23 tháng ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 và nhìn chung thì thị trường chung gặp rất nhiều uh, các cái áp lực khó khăn và chúng ta sẽ canh các cái lực hồi để chúng ta uh, chốt bớt danh mục Uh, thì uh, theo như một số các anh chị em có uh, nhắn tin lại với hùng lê có nói rằng là nếu như mà không kịp nhảy ra trong cái nhịp vừa rồi thì uh, gần như uh, trong tuần thì thị trường cũng đã uh, lấy đi của chúng ta lãi rất là lớn và cái câu chuyện là uh, trong những cái phiên bull trap như vậy thì uh, đa phần đa là nhà đầu tư sẽ uh, rất uh, hay gặp cái cảnh là xanh thì mọi người sẽ đua lệnh mua và đỏ hoặc là khi mà thị trường giảm sâu thì cái tâm lý của nhà đầu tư phần đa là mọi người sẽ không giữ được bình tĩnh và mọi người sẽ uh, chốt bán cổ phiếu và bán xong thì thị trường lại hồi cái câu chuyện là như vậy và trong cái tuần vừa qua thì gần như các cái điểm mua cực kỳ khó khăn bởi vì bản thân là thị trường liên tục có những cái cú dâng lên và sau đó có những cái cú sọt xuống như vậy thì cùng với đó thì trên bản tin Zalo thì cũng có phân tích 5 cái ý đồ cơ bản 5 cái ý cơ bản về thị trường Uh, thì ý thứ nhất đó là chúng ta có nhìn nhận lại cái ý đồ tạo lập của vn index thì như các anh chị em có biết là phiên ngày thứ sáu là một cái phiên mà chúng ta uh, gặp một cái, cái 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 lực bán rất là mạnh đó thị trường giảm điểm rất là sâu và chính vì vậy nên cái ý thứ nhất Lùng Lê đã đưa lại cho anh chị em uh, cộng đồng nhà đầu tư uh, tiếp cận lại cái góc độ của index uh, trong phiên giao dịch ngày thứ sáu ở trong lịch sử quá khứ của chúng ta thì cũng đã có những phiên À, giao dịch với một cái mức độ giảm điểm sâu như vậy Và sau một cái phiên giảm điểm sâu như vậy Thì thị trường của chúng ta sẽ như thế nào Thì ông có lấy ra một số các cái dẫn chứng Có bốn cái dẫn chứng Đó là các anh chị em có thể xem lại phiên giao dịch của ngày 11 tháng 6 năm 2020 Thì index của chúng ta đánh mất 33 điểm Và phiên liền sau đó thì nó... Uh, không lấy lại được mốc tham chiếu và đến phiên ngày 15 tháng 6 thì thị trường của chúng ta đã bị đạp rất mạnh và có một cái tuần giảm điểm rất là sâu. Thì các anh chị em có thể xem ở đây, đó ví dụ đây, đây là cái phiên giao dịch của ngày đây các anh chị ngày 11 tháng 6 năm 2020 thì index của chúng ta cũng ở đỉnh và bị một cây đạp rất là sâu. Và sau một cây đạp sâu đó thì thị trường của chúng ta có những cái cú hồi nhẹ và sau những cú hồi nhẹ đó thì thị trường còn một cái nhịp đạp ở đây trước khi mà thị trường của chúng ta uh, có một cái nhịp hồi phục ở đây. Ok. Uh, sau đó thì hùng tiếp tục uh, đưa các anh chị em nhìn lại phiên giao dịch ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020. Uh, tại thời điểm đó trong cái phiên giao dịch đó thì index của chúng ta cũng âm 58 điểm. Đó và phiên liền sau đó nó bị đạp, kết phiên có một cây nến rút chân về tham chiếu nhưng uh, đến phiên ngày 11 tháng 3 thì thị trường đã bị đạp rất là mạnh và sau cái phiên giảm điểm của phiên ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020 thì thị trường của chúng ta cũng đã có một tuần giảm điểm rất là sâu. Đây thì các anh chị có thể thấy nhìn lại thấy đây, tức là index của chúng ta cũng có một lực hồi và sau đó thì nó có một cây nến giảm điểm rất mạnh và thị trường mất 58 điểm ở trong cái phiên giao dịch ngày ngày ngày, ngày ở đây là ngày ngày mùng mùng 9 tháng 3. Và sau đó thì nó có một cái lực hồi nhẹ và sau một cái lực hồi nhẹ đó thì uh, thị trường cũng đã có một cái tuần giao dịch đầy khó khăn. Đó, rất khó khăn các anh chị. Và sau một cái lực hồi như vậy, đó. Đó, có một cái lực hồi như vậy và thị trường tiếp tục có những cái giao dịch rất là khó khăn. Và tiếp theo thì cũng có đưa các anh chị nhìn lại tạo lập lịch sử trong ngày uh, ngày bao nhiêu? ạ? Ngày 19 tháng 1. À, các anh chị biết là ngày 19 tháng 1 ngày rất gần À, với chúng ta ở đây chúng ta sẽ xem lại ngày 19 tháng 1 ở đây Index của chúng ta cũng đã có một uh, phiên đạp Rất mạnh Đúng không ạ, đây Đây rồi ngày 19 tháng 1, đây các anh chị năm 2021 uh, Thì uh, trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì index của chúng ta cũng đã bị mất một cái điểm số rất là sâu, không biết là Hùng có thống kê ở đây không uh, Cũng mất 58 điểm Phiên liền sau đó thì tiếp tục bị đạp Và uh, có một cái lực hồi phục chỉ đến T3 đó và sau cái phiên hồi phục T3 đó thì thị trường tiếp tục bị đạp rất là mạnh. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, sau một phiên giảm điểm rất mạnh thì tạo lập bao giờ nó cũng sẽ có một phiên đuối tiếp theo và sau những phiên đuối đó thì uh, nó có một cái lực hồi và lực hồi này cũng chỉ đạt được đến T3. Và sau T3 thì uh, thì như thế nào ạ? Thị trường của chúng ta cũng chứng kiến một tuần uh, giảm điểm rất là mạnh trước khi mà thị trường tạo đáy đi lên. Ok, đấy là tính tạo lập của ngày 19 tháng 1 Rồi, ok, sẽ nhìn lại thêm một cái uh, phiên ngày đâu nữa nhỉ Gần đây nhất là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021 Ok, chúng ta sẽ xem lại cái tạo lập của ngày mùng 7 tháng 6 Các anh chị, tháng 4, tháng 5 Ok, đây rồi, ngày mùng 7 tháng 6 đây các anh chị, uh, gần đây nhất của chúng ta Chúng ta có thể nhìn lại uh, cái ý đồ tạo lập của phiên ngày 7 tháng 6 Rất gần với chúng ta thôi, gần gũi luôn uh, Rất là gần gũi luôn Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy trong tạo lập trong phiên này Index của chúng ta, xem có thống kê không Index của chúng ta mất 57 điểm các anh chị Và sau đó thì uh, thị trường có một phiên hồi Phiên hồi này là phần đa là rất nhiều anh chị em nhà đầu tư của chúng ta Là hùng hục khí thế xông lên Uh, trước đây nếu như mà không có kinh nghiệm thì Hùng Lê vẫn thường dính theo một là bắt ở phiên này hai là bắt ở phiên này uh, thông thường là như vậy thông thường là như vậy đó thông thường là sẽ bắt ở phiên này hoặc là bắt uh, cao hứng sẽ bắt ở hai phiên liền sau đó đây các anh chị có thể nhìn thấy bắt phiên này hoặc phiên này chết hết bắt phiên này bắt phiên này và phiên này phiên này cũng chết hết đó cái câu chuyện là như vậy như vậy thì uh, sau một cái phiên đạp âm 57 điểm, thị trường có một cú hồi và mọi người nghĩ rằng à ngon rồi và lao vào như con thiêu thân để bắt cái điểm ở đây. À, tuy nhiên à, sau cái điểm bắt này thì chúng ta chứng kiến rằng là à, cổ phiếu về đến tài khoản của chúng ta. Đó và à, chúng ta bị một cái mức lỗ rất sâu, rất sâu. Và trước khi mà thị trường thực sự tạo đáy, nó có một cái cú hích ở đây tín hồng sẽ phân tích ý đồ tạo lập này rất hay đó những cái kinh nghiệm đây là những cái kinh nghiệm không ai dạy các anh chị sách vở không có dạy đó chỉ có chiến trường thôi chỉ có xương máu của chúng ta thôi đó chỉ có những thương đau của chúng ta ở trên cái thị trường chứng khoán này mới mang lại chúng ta những cái kinh nghiệm như vậy còn các cái trường lớp à, đó được đào tạo hoặc là À, những cái khóa học mà được uh, mời gọi ở trên mạng á 5 triệu 7 triệu 10 triệu nó không có những cái những cái như vậy. Và trong quá trình anh chị em chúng ta đầu tư thì chúng ta có một cuốn sổ, có một cái bút chúng ta ghi lại chúng ta sai ở chỗ nào, chúng ta trong quá khứ của chúng ta bị dính trưởng ở chỗ nào thì chúng ta ghi lại và chúng ta nghiền ngẫm lại cái chỗ vì sao chúng ta lại sai như vậy. Thì trước đây Hùng có nói, Hùng có chia sẻ với các anh chị trong anh chị em trên cộng đồng nhà đầu tư của Hùng Lê đó là trước đây thì Hùng Lê đặc biệt là toàn bị dính ở phát thứ này thôi. Tức là sau khi thị trường nó mồi mồi cho mình khoảng hai phiên thì mình thấy rất là ngon và mình bắt đầu nhảy nhào vào, bắt đầu mua mua xong nó thì nó đạp cho một phát về đến đây là ao hết, bán đúng đáy luôn, bán sạch sẽ luôn. Đó. Coi như là tự tin uh, tối nằm ngủ kê tay lên trán bảo là ngày mai tôi sẽ bán sạch sẽ để tôi chờ thị trường à, nó về cái ngưỡng hỗ trợ sâu hơn. Đó để tôi làm lại từ đầu và bán xong thì thị trường lại bắt đầu cứ thế đi lên. Đó, câu chuyện rất thực tế và các anh chị thử ngẫm lại xong trong cái quá trình đầu tư của chúng ta có bị dính như vậy không vậy thì hùng, hùng đã cung cấp bốn uh, cái hình ảnh rất trực quan về ý đồ tạo lập quý next sau khi bị mất đạp rất sâu thì thường là tuần giao dịch liền sau đó thị trường gặp rất nhiều khó khăn gặp rất nhiều khó khăn và chúng ta hạn chế những cái điểm mua đuổi ở đây đó thì hùng đã có những cái phân tích rất sâu và chi tiết đó thì uh, trên như vậy thì quay ngược lại thì chúng ta thấy rằng là uh, cái câu chuyện về thị trường của chúng ta đúng không ạ Phiên ngày thứ sáu cũng bị mất index của chúng ta bị mất 45 điểm. Và theo những cái yếu tố tạo lập thì nhìn chung thì có thể đánh giá rằng là phiên thứ hai và phiên thứ ba có thể có những cái lực hồi. Đó và chúng ta phải canh những cái lực hồi đó để chúng ta có thể canh chốt lại những cái vị thế cổ phiếu mà chúng ta uh, đang nắm đó để chúng ta hạn chế hạn chế cái tỷ lệ rủi ro bởi vì đến cái thời điểm hiện tại sau cái phiên giao dịch ngày thứ sáu là phiên bị lỗi rồi. Bởi vì ngày uh, ngày ngày bao nhiêu để quay lại cái cái chỗ mà ngày 17 tháng 8 ngày 17 tháng 8 chính thức ngày 17 tháng 8 là Hùng đã có 5 cái ý 5 cái ý về phân tích về 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 ý đồ tạo lập của thị trường đó và uh, phân tích cái cái chiến lược giao dịch ở trong những cái thời điểm ngắn hạn đó là vùng kháng cự và chúng ta phải đưa được cái tỷ lệ uh, tiền mặt trên cổ phiếu nó về 30 70 hoặc tốt nhất là 50 50 và 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 chúng ta phải có được những cái uh, những những cái điểm 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 gọi là điểm kiểm soát rủi ro về tỷ lệ margin của tài khoản đó và trên góc nhìn uh, về 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 kỹ thuật là như vậy thì ngay từ cái cái phiên ngày 17 tháng 8 tức là trước khi mà thị trường sập thì cũng đã có những cái phân tích uh, chuẩn bị sẵn rồi còn lúc thị trường chập thì nó không thể là 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 không 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 thể làm được nữa đó cái câu chuyện là như vậy vòng tiếp tục uh, đánh giá rằng cái tuần giao dịch vừa qua là một cái tuần giao dịch rất là khó khăn của thị trường và các anh chị giao dịch biết rồi uh, tuần vừa qua rất là khó chịu thị trường liên tục có những phun phiên uh, Bull trap lên và những phiên kéo xả như vậy thì uh, nó sẽ tra tấn tâm lý nhà đầu tư và khi tra tấn tâm lý nhà đầu tư và nhà đầu tư lại đang gặp trong một cái hoàn cảnh là bị một cái phiên ngày thứ sáu nó đạp rất mạnh như vậy và đến khi cổ phiếu về đương nhiên về đến phiên giao dịch của ngày thứ ba đã bị một mức lộ nhất định rồi và liên tục thị trường có những cái phiên đạp rất sâu ở trong phiên đó thì phần đa là nhà đầu tư của chúng ta sẽ không không đủ bản lĩnh không đủ can đảm để giữ lại cổ phiếu và bán xong thì thị, thị trường nó lại lên ở à, cái ý thứ hai à, về câu chuyện trách móc và đổi lỗi cho thị trường đổi lỗi cho môi giới đổi lỗi cho những cái à, người xung quanh thì đây là một cái văn hóa mà với cá nhân hùng lê và theo hùng lê thì các anh chị chúng ta nên À, nên loại bỏ nó ra khỏi đầu, bởi vì khi mà chúng ta mà à, liên, liên tục đổi lỗi như vậy, chúng ta không dám nhận cái trách nhiệm về mình, thì cái sai nó sẽ nối tiếp cái sai. Câu chuyện nó là như vậy, bởi vì à, tức là tôi phủi sai cho người khác cái sai này của tôi là do người khác, nhưng các anh chị phải biết rằng là do người khác hay do ai, hay do thị trường, hay do Hồng lê, hay do một cái ông nào đấy ở trên mạng, thì cái giá mà các anh chị trả đó là tiền của các anh chị, đó chốt lại một cái câu tức là chúng ta đừng có ngụy biện rằng à ah, cái này do người khác xui tôi nên tôi mới sai nhưng cái cái mà các anh chị trả là gì là tiền của chính trong tài khoản của anh chị chính vì vậy nên chúng ta bỏ cái văn hóa đổi lỗi đừng có đừng đừng có trách móc thị trường đừng có nói rằng là thị trường đi lên thang máy xuống thang bộ rồi uh, ước gì mà ta hành động sớm hơn một tí hay vân 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 vân, vân. đó thì cái câu chuyện đó là ông muốn nói là như vậy và sau một lần chúng ta vấp ngã thì chúng ta cần ghi chép lại giống như hùng đưa cho các anh chị một cái góc nhìn về index ở đây à để chúng ta biết rằng à như vậy trong các lần trước thị trường đã từng gặp như thế này rồi thì lần này mình tránh ra ở mình sẽ không đua theo những cái phiên mà thị trường á à, lại tăng nhanh tăng vấp nữa đó thì đấy là cái câu chuyện và đấy là à, đấy là cái 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 mà mình cần cần phải ghi chép lại và mình cần biết là à trong những lần trước tôi sai ở những nhịp tôi mua vào sau những phiên giảm mạnh là tôi mua vào T2 T3. Tôi bắt đầu tôi mua bởi vì tôi nghĩ rằng à thị trường của chúng ta đã tạo đáy rồi. Nhưng xong phiên mua xong đó thì tôi bị thất bại. Đó, phiên ngày 19 tháng 1, các anh chị thất bại phiên ngày mùng 7 tháng 6 ở đây. Thất bại một cách thảm hại luôn và trong cái nhịp đó thì à thị trường nó đạp rất sâu và chắc chắn rằng rất nhiều tài khoản cắt đáy bán đúng ở điểm này, phải khẳng định là như thế. Khi mà thị trường đi lên đó, thì cái ý thứ hai hùng muốn nói rằng là cái câu chuyện về trách móc thị trường, trách móc những người khác chúng ta gạt sang một bên chúng ta phải nhìn thẳng vào cái thực tế mà chúng ta đầu tư đó chúng ta thấy rằng là chúng ta sai ở đâu rồi chúng ta ghi chép lại đấy là cái sai của chúng ta làm sao chúng ta sẽ không làm cái sai nữa đó và uh, một cái điểm lưu ý nữa đó là uh, chúng ta uh, hùng nói vui với mọi người đó là biết đủ là đủ này rồi chốt lãi không bao giờ sai này rồi thị trường ở kháng cự thì nên đưa về tỷ lệ ba bảy hoặc năm năm này vân 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 để chúng ta có những hành động thì đấy là những cái câu thần chú mà chúng ta cứ lẩm bẩm ở trong mồm đó. để khi nào là chúng ta uh, gặp những cái 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 trường hợp như vậy thì chúng ta a à, à, nó nó đưa cái chỉ dẫn tức là nó tạo thành một cái cái mạch suy nghĩ ở trong cái hệ thần kinh con người á đó. đó, khi thị trường gặp kháng cự rồi cái gì ok tôi sẽ chốt lãi này rồi tôi sẽ làm cái gì cái, cái gì đó vậy thì uh, chúng ta sẽ lập trình theo một cái bộ máy như vậy thì đấy là cái ý thứ hai Ờ uh, cái ý thứ ba là góc nhìn về quan điểm về thị trường thì cũng đã, đã đánh giá rồi, vùng đã đánh giá rất là sâu lại về uh, cái 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 cách tạo lập của thị trường đó là về các yếu tố nhóm ngành này rồi bộ ba chỉ số thị trường này. Thì cũng đánh giá rằng cái tuần kế tiếp sẽ là một cái tuần mà giao dịch có cái cái dự giao dịch biến động rất là mạnh và uh, anh em thì chúng ta sẽ sẵn sàng uh, xử lý trong những cái tình huống giao dịch mới của thị trường. Thì có dự báo lại là index chúng ta sẽ test lại biên 1320 và sâu hơn thì nó sẽ quay về vùng 1.300 điểm. Đấy với chỉ số VN Index. Uh, dự báo trên bản tin tuần. Còn đối với phái sinh thì uh, mức test 1 ở vùng 1420 và sâu hơn sẽ là ở vùng 1400 điểm. Cùng với đó thì uh, chỉ số VN30 nó cũng sẽ uh, test lại chỗ này viết sai chỗ này là 1425 1420 và sâu hơn thì nó sẽ cùng đồng pha với cả chỉ số phái sinh ở trong vòng 1000 điểm thì đấy là những cái phân tích về mặt kỹ thuật của thị trường ở trong tuần vừa qua và cũng hạn chế cái câu chuyện là bắt đáy bắt đáy ở trong cái thời điểm hiện tại đó và đến phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng có nói đến uh, mà giải thích lại cho các anh chị đó giải thích lại cho các anh chị về một cái 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 ý mà chúng ta nói ở trong cái ý một đó và sau đó thì nói thêm những cái ý, ý về chiến lược giao dịch và chúng ta sẽ xem lại cái biểu đồ của thị trường trong tuần vừa qua trước khi mà chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết các cái mã cổ phiếu thì chúng ta cứ tập trung nói về thị trường thôi còn cổ phiếu thì có thể chúng ta sẽ phân tích ít đi và những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment hùng lê sẽ giải thích hết tất tật tật các cái mã cổ phiếu mà các anh chị comment và tập trung nên comment vào ngày thứ bảy của chủ nhật để tối chủ nhật hùng lê có thể dành thời gian để có thể trả lời tất cả các cái dòng comment của các anh chị Ờ, thì chúng ta có thể nhìn thấy đây đối với chỉ số phá sinh, đây là điểm kết tuần thì chúng ta đã có những cái dự báo về khả năng phá sinh sẽ quay về test lại ở trăm vùng 1420 điểm đấy các anh chị, vùng 1420 điểm thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. và sau đó thì chỉ số phá sinh của chúng ta giao dịch tương đối ổn định ở mốc 1410 điểm trong suốt cả tuần giao dịch. Uh, cho đến cho đến phiên giao dịch ngày hôm qua tức là uh, cái mốc 1.400 điểm này đã bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật uh, tương đối là xấu hơn tương đối là xấu hơn trong phiên giao dịch ngày hôm qua đó còn cơ bản về cơ bản là trong tuần thì phái sinh của chúng ta đều nằm được ở trên vùng 1.410 điểm các vùng kháng cự ngắn của phái sinh thì trong tuần cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, đó là vùng 1425 đến vùng 1430 điểm, đó là cái vùng mà kháng cự ngắn mà phái sinh cần phải vượt qua. Và trong tuần thì có phiên giao dịch một phần của phiên giao dịch ngày 25 và một phần phiên giao dịch ngày 26 là chỉ số này vượt thoát qua nhưng không đủ lực, không đủ lực để kéo tiếp đi của thị trường. À, đối với chỉ số VN30 thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây Đó là biên test kỹ thuật ở vùng 1420 điểm trong tuần Thì thị trường chỉ số này đã test về đến đây Đó là những cái dự báo sớm của ông Lê Và ở à, trong tuần thì nó cũng à, đồng pha à, Đồng pha với cả chỉ số phái sinh ở vùng 1410 Rất là đẹp Uh, tuy nhiên đến cái cái 1410 thì uh, kết thúc, tức là gần kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 26 thì cái chỉ số này xích xoát đóng ở vùng 1410 Tí nữa ông sẽ phân tích uh, cái ý đồ tạo lập của phiên kết tuần Đó, Và đối với chỉ số index thì các anh chị có thể nhìn thấy đây uh, Trên bản tin tuần thì ông đã có những cái phân tích đề cập đến uh, cái vùng 1300 đến vùng 1305 điểm Đấy là những cái yếu tố kỹ thuật trên phân tích, phân tích tuần và trong tuần thì uh, uh, có phân tích thêm một cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng ở đây, đó là vùng 1285 đến vùng 1290 điểm. Và chính cái điểm này là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng của thị trường uh, một lần, hai lần, ba lần và trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì ở đây của chúng ta trụ vững trước cái vùng một 285 đến vùng 1290 ở đây đấy là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật rất là quan trọng và những cái vùng này thì cũng đã được cùng Lê phân tích ví dụ ông sẽ lấy ví dụ là vùng 1290 chẳng hạn ví dụ đó thì uh, hôm nay này lúc 9 giờ này hôm qua đó ví dụ ngày hôm qua đây uh, đó thì có những cái đánh giá về phân tích ví dụ Index sẽ có những cái xu hướng về vùng 1285 đến vùng 1290 đó ví dụ như vậy đó thì đấy là những cái phân tích uh, rất là sát về thị trường À, còn đối, đối với đối với ý đồ tạo lập à, trong cái phiên kết tuần thì rõ ràng một điều là khi mà cái chỉ số Index của chúng ta bị phá à, khi mà chỉ số Index của chúng ta bị phá vỡ đó ví dụ chỉ số Index của chúng ta bị phá vỡ vùng 1.300 điểm đó thì à, cái xu hướng là nó sẽ quay về test lại vùng 1285 đến vùng 1290 và cái vùng này được giữ vững Uh, còn đối với chỉ số phái sinh thì trong uh, bản tin sáng ngày hôm nay thì cũng đã có một cái phân tích đây 1285 uh, lúc 9 giờ 9 giờ tháng nay tức là trước khi mà phiên giao dịch thì uh, chúng ta có đánh giá hai ý uh, ý thứ nhất đó là cái ý về uh, gọi là uh, mua cổ phiếu trạng thái duy trì một cái trạng thái thận trọng và trong phiên ngày hôm nay thì cái điểm số cũng đã giảm rất là sâu có lúc Index vn30 chúng ta mất hơn 16 điểm và nhấn mạnh lại trên cái ý 3 của thị trường thì cũng đã có những cái dự báo là phái sinh vào vn 30 ngày hôm nay sẽ test lại biên 1.400 điểm khi mà cái biên này bị mất thì khả năng sẽ lùi về vùng 1380 đến khoảng vùng 1200, à, 1380 đến 1385 còn đối với chỉ số Index thì dự kiến là nó sẽ test lại vùng một biên 280 đến 1 1285 đến 1290 Và trong cái trường hợp xấu nếu cái biên này bị mất Thì chúng ta phải tính toán cái vùng hỗ trợ sâu hơn Nhưng trên thực tế thì phiên ngày hôm nay Là thị trường đã giữ được đã Giữ được cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng như vậy Ở Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng Là thị trường thì luôn luôn biến động Và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã có Rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc Thị trường tăng giảm đan xen nhau Và rõ ràng một điều Là chúng ta sẽ phải hành động Sớm hơn và hành động trước khi mà thị trường có những cái biến cố thì đấy là cái phương pháp để chúng ta bảo toàn được vốn bảo toàn được lợi nhuận và chúng ta hình thành được từng các cái nhịp sóng tức là ra vào nhịp nhàng để chúng ta có được lượng vốn để gối tiếp một cái sóng tiếp theo đó còn khi mà chúng ta ra vào không nhịp nhàng á thì uh, khi đến cái con sóng tiếp theo thì chúng ta đang kẹp hết hoàn toàn trong cổ phiếu, uh, chúng ta không có thanh khoản trong tài khoản, chúng ta không có tiền trong tài khoản thì chúng ta không làm được cái gì cả và uh, chúng ta đành phải ngồi nhìn cổ phiếu hồi uh, và cái lực hồi đó thì nó cũng chỉ hồi được t2 t3 thôi ví dụ như vậy thì mãi mãi là chúng ta ở đảo thôi và chúng ta không thể về bờ được thì câu chuyện đấy là đã gặp rất là nhiều uh, chính vì vậy nên là chúng ta cần phải uh, dự báo được đúng cái xu hướng của thị trường Uh, luôn luôn đảm bảo cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta luôn có tiền mặt và cái tỷ lệ nó sẽ phụ thuộc vào từng cái thời điểm của thị trường ví dụ ở thời điểm thị trường ở hỗ trợ thì chúng ta có thể vào full margin có thể vào hết sạch sẽ luôn nhưng khi mà thị trường tiệm cận lại về những vùng kháng cự là ngay lập tức chúng ta phải chốt lãi và chúng ta phải đưa uh, cái thanh khoản tài khoản của chúng ta về một cái tỷ lệ nhất định nào đó để chúng ta có thể mua được cổ phiếu trong những trường hợp thị trường giảm bất chợt hoặc là trong những cái trường hợp mà uh, chúng ta thoát được đúng cái đỉnh và chúng ta lại chờ những cái vị thế thấp để chúng ta vào lại. <laughs> OK, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi view nhanh thị trường. Uh, đối với VIX thì như vậy là trong tuần VIX cũng đã quay về, quay về vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của nó ở đây, nó vùng 90 đến vùng 92. Ở uh, phiên này thì hơi với và trên quan điểm kỹ thuật thì khả năng VIX sẽ có những cái điểm uh, test kỹ thuật lại quanh vùng 92. Vinhome Vinhome thì uh, sau khi mùng xây cái target ở vùng 120 thì Vinhome đã đổ Và Vinhome đã có hai tuần đổ và đến tuần này thì chính thức là Vinhome đã uh, về cái vùng giá mục tiêu đó, Về vùng giá mục tiêu chính là cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 104 đến vùng 106 Trên góc độ kỹ thuật thì dòng tiền đang yếu, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như này Thì khả năng nó cũng sẽ chưa tăng lại được đâu Và nó sẽ có thêm những cái phiên giao dịch uh, lình xình quanh vùng 105, 106 uh, trước khi xác nhận xu hướng ở vre có lực hồi tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại thì vre cái lực đánh nó 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 tương đối là kém và nó đánh không tức là đội đánh này kiểu như đang bị 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 bị, bị covid đó, nên là nó đánh hơi lởm khởm đó thì ngắn hạn thì vẫn lấy vùng hỗ trợ 25.5 đến khoảng vùng 26 đấy là vùng hỗ trợ của cổ phiếu này Uh, Sapico uh, cổ phiếu này thì nó liên quan đến uh, tính tạo lập thôi. Dự báo về vùng 140 thì trong tuần đấy các anh chị nó về 140 đây. Uh, lực hồi đang tương đối là tốt và dự kiến thì uh, mark ở nhịp này có thể kéo lên 152 Sau đó thì sẽ có những cái nhịp uh, chỉnh về mặt kỹ thuật. Vinamilk uh, trong kịch bản phân tích tuần thì dự kiến sẽ có hai mốc mà Vinamilk có thể cán về đó là vùng 86 hoặc sâu hơn theo vùng 884. Nhưng trên thực tế là tuần vừa rồi về đến 84 thôi có lực hồi nhưng lực hồi này thì cũng đánh giá chưa thực sự khỏe à, xu hướng sẽ quay về quay về test lại vùng 86 trước khi hình thành xu hướng tiếp theo ở à, VLC à, giai đoạn này hơi ầm ừ nhé hơi ầm ừ à, tuy nhiên cổ phiếu này thì thanh khoản hơi thấp nên là các anh chị nếu đầu tư thì xác định đầu tư cầm dài thôi và hiện tại thì vùng 28 cũng thể canh mua trở lại Ở uh, GTN là một mã cổ phiếu mà trong tim của ông Lê và dưới góc nhìn cùng thì cũng đánh giá rằng đang rất là hay. Uh, nhịp một này dự kiến lên đến 20 nhưng mà lên được đến đâu đó khoảng vùng 19.55 tức là cách khoảng 0 45 nữa thì đạt target mục tiêu. Uh, thì em này chỉnh và chỉnh lại đẹp rồi về đúng vùng hỗ trợ chúng ta đang chờ đón ở đây đó là vùng 16.5 đến vùng 17 vùng này chúng ta tiếp tục gom thêm cổ phiếu này và GTN thì xác định là đánh dài dài hơn một tí. À, bởi vì uh, trong cái thời điểm hiện tại thì gần như em này cũng đã chỉnh giảm tương đối sâu rồi và đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta có thể chiến đấu được uh, cổ phiếu hàng không thì uh, VDC thì chúng ta đã tiếp cận đến cổ phiếu này ở trên góc độ kỹ thuật tuần là cũng có đánh giá rồi mặc dù là khó khăn nhưng mà em này đang có cái tạo lập rất là hay trong tuần thì nó đã thoát vùng 121.5 cực kỳ đẹp và với xu hướng hiện tại thì nó sẽ đánh, lực đánh này chắc chắn sẽ về khoảng vùng 130. Phiên ngày thứ hai tuần tới nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 124.2 tức là trong cái biên test này. Đó, biên test này ổn định thì xu hướng là sẽ kéo về 130 thôi. Lực đánh đang rất là mạnh. HVN thì nói chung là hơi phục phù trong tuần vừa qua thì chủ đạo nó đi lệch lệch quanh vùng 21 và nó cũng đã có những cái điểm mà Uh, sọc kỹ thuật. Đó, theo dự báo thì về vùng 20 nhưng mà nó chưa về đến 20 thì lực kéo lên. Nhìn chung thì cổ phiếu này thì chỉ có ấy thôi. Các anh chị có hàng thì canh chốt thôi. Trong giai đoạn này chúng ta không có khuyến nghị đầu tư những cái mã cổ phiếu như vậy. Uh, BVH trụ BVH trong tuần vừa qua thì uh, nó cũng đã về vùng giá hỗ trợ 52. Đó, về đúng cái vùng giá hỗ trợ đây. Chúng ta phân tích các cái nhịp chỉnh À, thì trên các bản tin tuần thì phần đa là hùng sẽ đưa cho các anh chị các cái góc nhìn về các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đó à, điểm nào điểm nào được gọi là hỗ trợ thì đó ví dụ trong bản tin tuần tam tháo chín là chúng ta nói năm hai và các anh chị có thể xem lại bản tin tuần à, chúng ta không còn nói trước nói sau thì cả cái nào đúng thì nói đúng sai thì nói sai thôi và nó đúng sai thì nó cũng không 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 quá quan trọng bởi vì đây là những cái góc nhìn của cá nhân hùng hùng thấy nó tốt nó tối ưu thì mang đến lại cho mọi người thôi chứ cũng không vì một cái mục đích một cái động cơ gì cả nên là chúng ta cũng không phải phân trần cái câu chuyện đó thì uh, ngắn hạn thì khả năng nó sẽ đánh về khoảng vùng 54, vượt thoát được 54 thì nó đi về vùng 55 56 đây, nhưng nhìn chung thì lực đánh này thì cũng chưa uh, chưa, chưa 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 thực sự là mạnh đâu. PNG đúng không? PNG đó, trong tuần uh, chúng ta bắt đầu phân tích một sóng xuống của PNG và uh, bản tin tuần thì cũng đã đưa PNG về lại vùng 88 đến vùng 90 và vùng 88 thì chính thức bị mất. Uh, trên góc độ kỹ thuật như thế này thì PNG xấu rồi các anh chị, đường MAC dòng tiền đang uh, đổ đèo như thế này thì nó chỉ có đi ngang hoặc tích lũy thôi. Uh, hoặc là giảm, thiên về kịch bản là giảm. Trên góc độ kỹ thuật thì uh, phiên ngày thứ hai thứ ba tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở vùng 85. Gãy 85 thì chính thức là sẽ đi về vùng 80 đến 81 PNG Uh, trụ kéo MWG thì uh, trong tuần uh, chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 155 đến khoảng 157 uh, Có một cây nến đạp và cuối tuần thì uh, MWG đang uh, hồi phục lại cái vùng kháng cự Thì cái vùng kháng cự mạnh của MWG ở đây đó là vùng 170, 165, uh, 165 đến khoảng 170 đây Đây chính là cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này và theo như Hùng thì khả năng nó sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể vượt thoát lên được ở trên cái vùng đó. Họ cổ phiếu Mansan gồm có MSN. Ở Mansan thì tín hiệu hiện tại đang tương đối tương đối là tương đối là chắc chắn khi mà trong tuần có dự báo chỉnh về vùng 130 và nó đã có những cái lực kéo quay lại về tiệm cận lại vùng kháng cự đây. Đó là vùng 135. Thì về mặt kỹ thuật ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật ngắn hạn thì Mansan có thể trong tuần tới có thể kéo lại vùng 140. Và nếu như vùng này mà vượt thoát được thì cầm tiếp. Nhưng mà nếu mà không vượt thoát được thì nên chốt. Bởi vì trong cái thời điểm hiện tại là cứ chốt hàng. Cứ có tiền về tiền về tài khoản chốt xong là ngon. Không có cái gì ngon bằng thời điểm hiện tại cả. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái uh, yếu tố kỹ thuật tuần. Uh, cho 3 phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ đúng không MSR thì xấu rồi nó sau khi mà nó không thể vượt qua được cái kháng cự 216 đây thì nó quay về trình giảm ở những cái trình giảm này thì uh, chúng ta lại thế này thôi đó chúng ta ăn áng, áng ở những cái tầm này chúng ta bắt này ví dụ như là 18.5 bắt một nhát này 18 bắt một nhát cái cổ phiếu này rất dễ đánh MML MML là khuyến nghị đánh với góc nhìn trung hạn góc nhìn trung hạn và những cái góc nhìn trung hạn đó thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi Đó là từ những cái thời điểm đâu đó ở khoảng vùng ở chính xác là đây Chính xác là đây tức là MML đã phân tích rất rất là là sớm Đó đâu đó khoảng vùng 48 và đã hướng lên target ở vùng 80 Đó tức là góc nhìn trung hạn là nó là như vậy Uh, rồi xu hướng này thì MML lại đi về lại 8x thôi Và vượt vùng 8x thì nó sẽ mở ra một cái uh, trang sử mới Nó sẽ mở ra một cái trang sử mới của MML uh, Rất là ok, rất là ok đó các anh chị Đẹp đấy, man sàn rất đẹp uh, G, chúng ta phân tích MG, G thì đẹp quá rồi Và đến thời điểm hiện tại thì G đang phân tích một sóng lên và các anh chị nhớ cái nón ở đây không ạ bên này chúng ta phân tích một cái sóng giảm của J và đến thời điểm hiện tại lần lượt nâng target của J và hình như hùng nhớ không nhầm thì trước có chữ cân J ở đây này thì khả năng là trên bản tin tuần chúng ta có đề cập một cái yếu tố kỹ thuật nào đó của cổ phiếu J à, khả năng đó là yếu tố kỹ thuật ở vùng 59 đến vùng 60 à, trong tuần thì nó chỉnh hơi sâu một tí nó chỉnh về tận vùng 58 đây vùng 58 ở đây này đó vùng 58 đúng rồi hơi sâu một tí ở vùng 58 và sau đó hai cây nến đánh rất là thần tốc và đã đưa cổ phiếu này vượt thoát vùng kháng cự cuối cùng trên bản tin tuần 63.5. Với góc độ kỹ thuật hiện tại, dòng tiền hiện tại thì gì khả năng nó sẽ đánh tiếp các anh chị. Ờ, nhìn như này là đánh tiếp và chúng ta các tài khoản đã mua thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm. Gì có thể có những điểm test cung lại vùng 63.5 đến vùng 64 trong tuần giao dịch mới mà không gãy thì như thế là chúng ta cứ yên tâm để chúng ta cầm nắm các anh chị nhé. Uh, nhóm nhựa thì uh, Bình Minh thì hỏng rồi, nó không uh, có đoạn uh, không 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 có tín hiệu tích cực khi mà trong tuần nó rơi vùng 55. Thì bản thân trong tuần vừa qua à uh, trong những cái bản tin phân tích tuần thì cũng đánh giá là uh, Bình Minh thì trong cái giai đoạn này là không có thể chiến đấu được. Uh, cổ phiếu Ba trong một cái target uh, đưa lên uh, khoảng vùng 19 thì nó đi suýt soát được 18.5 vùng hỗ trợ uh, phân tích trên bản tin tuần đó là vùng 16.4 đến khoảng vùng 16.7 đây ba phiên hai phiên chạm về ba phiên chính xác là ba phiên chạm về vùng hỗ trợ và phiên kết tuần thì lại bay lên thì chiến lược là gì chiến lược của chúng ta sẽ mua ở những vùng hỗ trợ và uh, sẽ bán cổ phiếu ra ở những vùng kháng cự đó và những cái vùng kháng cự ở đây uh, ngắn ngắn ở đây đó là vùng 18 năm đến vùng 19 đoạn này chỉ có nhìn thấy tiền thôi hồi và có lãi là bán quan điểm nó là như vậy còn cái bán bao nhiêu thì đấy là tùy các anh chị. APH ngày hôm nay uh, có một phiên giao dịch uh, xuất thần uh, nhưng trên góc độ kỹ thuật là đối với cổ phiếu APH lòng đã phân tích trên bản tin tuần rồi uh, nhịp một là đã ăn được uh, một vòng rồi nhịp hai vòng hai thì nó đang vòng lại đây uh, cũng đúng vùng hỗ trợ thôi đó uh, vùng hỗ trợ xuyên suốt của cổ phiếu này vùng 45 và cái biên đấy các anh chị có thể lấy ở biên 45 46 đó. Ok, trên này là 46. À, thì cứ chạm về đây thì chúng ta uh, tích cực uh, gom hàng và cứ lên những cái vùng kháng cự đâu đó, ví dụ như là chúng ta gom ở đây lên vùng kháng cự 51 52 ví dụ như vậy thì chúng ta có thể đẩy bớt hoặc là chúng ta sẽ chờ 55. Nhưng trong cái nhịp này thì cũng Lê đang uh, đang 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 kỳ vọng, kỳ vọng một góc độ kỹ thuật là APH sẽ có một cái sóng đánh ở đây nó tương đối sóng sánh đó. Đẹp hơn. ở à, DAG con pen kháng cự 5.8 hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 5 đến 5.15. Ở nôm na hỗ trợ thì cứ tích cực cầm nhầm vào các anh chị. Tích cực cầm nhầm vào. Còn HHP ấy, thì nói chung là con này lái nó đánh kinh lắm. Nên là chỉ có những ai mà am hiểu được cái tính kỹ thuật của nó thì chơi được. Chứ còn nếu không là không chơi được. Vùng 10.3 đến khoảng vùng 10.5 thì mua được và lên đến khoảng vùng 11.9 này hai là đẩy đánh ngắn ngắn như vậy thôi chứ còn nếu mà con này mà om dài thì uh, sẽ sẽ bị nó ăn thịt. FPT uh, trong ngắn hạn đúng không? Trong ngắn hạn đây. Hỗ trợ của nó đây, phân tích rồi, vùng 90, một nhát về 90 kéo lên. Và kháng cự ngắn hạn của nó ở đây vùng 95 Trong biên kỹ thuật này thì xu hướng của FPT sẽ đi quanh tuần tới Tuần tới thì khả năng sẽ đi quanh vùng 90 đến khoảng vùng giá 92 Để nó xác nhận xu hướng Trong trường hợp mà gãy 90 thì chúng ta nên chốt các anh chị nhé Còn nếu mà không gãy thì có thể cầm thêm đi với DGVK Uh, nó con này nó chia cổ tức uh, nhưng hôm nay sau chia cổ tức thì chúng ta có một vùng kháng cự 90. Ok. Uh, có một vùng tích lũy nền ở đây vùng 85 và cái vùng mà gọi là chặn lãi vùng 80. Tức là nếu như cổ phiếu này mà bị mất 80 thì chúng ta sẽ bán tất toán. Uh, quan điểm kỹ thuật là như vậy, trong một cái quá trình chúng ta đầu tư uh, thì chúng ta phải đề ra được cái target mục tiêu. Sau khi đề được target mục tiêu rồi, chúng ta sẽ đề ra được một cái đường đi của cổ phiếu dự kiến À, trong tuần này nó sẽ đi như thế nào à, và và một cái mẫu then chốt đó là điểm chặn lãi điểm chặn lãi có nghĩa là điểm đó chúng ta phải giữ lại lãi thì cái điểm này cũng chia sẻ rất nhiều trên các cái clip hàng tuần rồi các anh chị có thể xem lại cái cách mà chúng ta tính toán cái điểm chặn lãi như thế nào cho nó hợp lý à, cmg đang rất là đẹp à, cmg như thế này là là thành siêu cổ phiếu rồi đây bởi vì sao bởi vì sau khi mà một tuần Uh, Cmg đánh thoát vùng 4647 và nó đã bứt thoát lên được trên một cái đám đây tạm coi như là đây là cái mây đi và nó liên tục test ở vùng 48.6 không gãy đó lực cầu duy trì tạm ổn và với Cmg thì bây giờ chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta tiếp cận vấn đề với cổ phiếu Cmg với những tài khoản đang cầm ok chúng ta sẵn sàng chúng ta mua ở vùng 48.6 48.7 trong các nhịp test cung thậm chí là chúng ta thậm chí là cổ phiếu có thể test về vùng 47. Còn đối với những tài khoản mở mua mới chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chiến thắng được con này. Đó, chúng ta đầu tiên chúng ta về về lại khoảng 10%, đó về lại 10 mua khoảng 10%, sau đó chúng ta cứ nâng dần nâng dần lên, nâng dần lên đó thì CMG hiện tại đang khá là ok. Đẹp. Đẹp đẹp. Cơ bản là đẹp. Uh, nhóm ngành lắp nhóm ngành lắp thì mình sẽ phân tích uh, nhanh một số các mã cổ phiếu cơ bản thôi. DG mà chúng ta đang uh, phân tích để nói đến những cái trend kỹ thuật. Uh, thì bản thân là DG trong tuần uh, nó cũng đã có những cái điểm chỉnh kỹ thuật tương đối đẹp. Tương đối đẹp các anh chị và những cái điểm này thì cũng đã được có có những cái điểm về mặt phân tích kỹ thuật rồi. 31.5. Sau đó vùng 30.5, vùng 30. Ở đây là những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật tương đối đẹp. Còn đối với target hiện tại đối với DG trong nhịp này thì mình vẫn đang để ở vùng 35. Uh, nhịp hồi này của DG nó sẽ quay lại vùng 35 và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá kỹ thuật ở đây lái của dG nó cũng tương đối là là khó chịu nên là chúng ta cứ bình tĩnh uh, canh mua hỗ trợ chứ tuyệt đối là không nên đua xanh đó Lcg trong phiên ngày hôm nay uh, trong tuần thì nó đã chỉnh về lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 14 và trong phiên ngày hôm nay thì đã có một phiên kéo rất mạnh uh, về mặt uh, kỹ thuật thì về lại kháng cự là ta lại mang hàng ra ta táng thôi vùng 16 sáu có hàng thì canh phải chốt IDC cũng đã có một lực hồi trong tuần thì IDC có một phiên uh, có một tuần giảm đẹp đó giảm sâu đó thì cái câu chuyện đó là uh, trong uh, lật lại cái 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 trend phân tích kỹ thuật ở trên bên này thì cũng có phân tích về mặt là 40 là vùng kháng cự đây cái mũi tên xanh này 40 kháng cự thì uh, phần đa thông thường những tài khoản mua phải ở vùng 40 ở đây đây là t0 đây là t1 t2 T0, T1, T2, T3. Về đến T3 là bị lỗ rồi và phần đa là mọi người luống cuống loáng quáng cùng với đó thì thị trường nó giật, nó giật như là bị phê thuốc lắc. Đó, nó giật lên giật xuống như vậy thì đa phần là mọi người ôi hoảng quá bán cắt lỗ cắt lỗ xong thì nó lại tùng tăng nó bay nó lại đi lên đó câu chuyện nó thường gặp như vậy thôi đó nên là cái câu chuyện là chúng ta xác định được cái điểm nào là điểm mà chúng ta hạn chế mua, điểm nào chúng ta có thể canh mua, đấy là những cái 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 điểm rất là quan trọng trong cái phân tích kỹ thuật. Thì ngắn hạn thì DG nó lại về lại vùng 4x thôi và nếu mà có hàng thì các anh chị lại canh chốt. À, uh, sell ở trong thời điểm này như vậy là trong một cái nhịp mà phân tích sell ở đây là lên đến vùng 10 nhưng mà trên thực tế là lên được vùng 958 và xeo chỉnh giảm, chỉnh giảm thì vùng hỗ trợ của xeo đây rồi, nó không có gì phải bàn cãi cả, vùng 8.2, vùng 88.2 và vùng 8.4 thì đây sẽ là những cái điểm kỹ thuật mà chúng ta canh mua lại xeo Đó, vùng hỗ trợ này các anh chị cứ xuống tiền thoải mái đi, nếu mà có lỗ á là nó lỗ ít hơn so với việc là lên đến đây rồi mà vẫn cứ gọi là là là, là điếc không trợ súng đúng không ạ? Cứ thế táng vào thì 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 gặp phải là ăn đòn ngay. DRH Đó một cái mẫu hình của DRH cũng như vậy Các anh chị ở trong cái kỹ thuật phân tích ở đây lồng có đánh giá cái vùng 10.8 đến vùng 11 là vùng kháng cự Đây là vùng chốt lãi chứ vùng để làm gì Đúng không ạ chốt xong đấy nó rơi bòm phát về 9.5 Đó lại gom lại đó, gom lại rồi bắt đầu đây này bắt đầu xanh này rồi một cây xanh nữa cây xanh nữa đó, vô hình dung là khả năng nó sẽ hồi nó sẽ xu hướng nó sẽ đi lên đây đó thì những cái tài khoản mà xem được các clip cùng lê đúng không các anh chị uh, sẵn hàng bắt lưới ở đây lên đến đây các anh chị chốt uh, chốt xong thì bên ngoài họ lại mua vào không may mua xong nó lại tòng đó cái vòng cũng là một cái mã cổ phiếu cả nhưng mà uh, cái điểm tiếp cận vấn đề của chúng ta khác nhau thì cái hiệu quả nó sẽ khác nhau thôi đó IDC đó uh, 30 29 29 5, 30 chốt trợ Chốt rồi. Đó nó lại rơi về lại hỗ trợ này, đây hỗ trợ này. Ở uh, cái hỗ trợ này chính là cái vùng các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần trước đó là vùng 25 đến vùng 26. Nó lại đây là kháng cự ở bên này nó chém qua để nó đi về vùng 3x trong cái phân tích sóng lên ở bên này. Đó thì về đến bên này thì nó lại trở thành một cái ngưỡng hỗ trợ rất là quan trọng. Trong tuần thì nó đi đây các anh chị nhìn thấy không? Đó, nó đi đây phiên ngày hôm nay cũng đi tức là chi soát ở biên biên dưới là biên hỗ trợ 25 mà kéo lên à, lực kéo này cũng tương đối là được nói chung là cũng được T3 Đó, về lại về lại vùng 28 29 lại về kháng cự lại mang hàng ra mà táng Đó. À, HBC <laughs> trong tuần thì có những cái dự báo khả năng nó đạp về vùng 14 nhưng mà trên thực tế nó đạp sâu hơn đấy các anh chị này. <laughs> nó đạp sâu hơn nhưng mà kết tuần thì nó vẫn lấy lại về vùng 14.5 à, Thì như vậy thì nó sẽ có một cái lực hồi ngắn lại ở đây Lực hồi ngắn này xu hướng quay lại về 15 thôi Chứ nó cũng khả năng nó cũng sẽ không đi được xa đâu à, SCR cũng đang xuất hiện một cái lực hồi phục kỹ thuật ngắn ở đây Và cái lực hồi phục này thì theo Hùng nó cũng sẽ đi theo xu hướng thị trường Khả năng nó cũng sẽ uh, không đủ Nếu mà khỏe thì nó sẽ đi về lại 11 Và sau đó thì nó lại... Uh, quay về thôi quay về test lại nền và uh, theo hùng thì nền 9.5 sẽ là cái nền tích lũy bền vững hơn của SCR trước một cái lực đi mới uh, đất xanh nó <laughs> kháng cự đây kháng cự sừng sững 24.5 cứ thế hút đầu vào nó hút đầu vào làm gì cho nó đau các anh chị đúng không đau lắm 24.5 mà nó dã cho tuần vừa rồi về đến đây là đa phần là mọi người sẽ sẽ tháo hàng này đó, bán đúng hỗ trợ luôn. Cái câu chuyện là cứ luẩn quẩn như vậy thôi. Vùng 20 đến vùng 20.5 là vùng hỗ trợ. Ở xu hướng thì em này sẽ tích lũy lại ở quanh biên này. Chưa chưa kéo ngay được đâu bởi vì đất xanh thì nó cũng đang cái lực cầu nó đang khá là thấp. Rồi, sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành rất là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Hiện tại thì giá dầu cũng đang có những cái lực bật tương đối là đẹp. Uh, tuy nhiên lực bật này thì nó sẽ đưa lại vùng kháng cự dày ở đây. Tương đối dày đó. Tương đối dày ở đây đó là vùng 7x thì uh, nó sẽ nó sẽ có những cái 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 gọi là khả năng là sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm trở lại. Uh, và liên quan đến uh, liên quan đến đến cổ phiếu uh, uh, liên quan đến cổ phiếu nhóm P và cổ phiếu giá dầu. À, thì các anh chị uh, lưu ý nhé, các anh chị có thể nhìn thấy đây này, đây là năm 2020, ok các anh chị, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó năm 2020, thì khi giá dầu thô tạo đỉnh và nó có một cái nhịp rơi rất sâu, trước khi mà có một cái nhịp hồi phục ở đây, thì uh, chúng ta cũng uh, uh, mùng sẽ mở cái biểu đồ nến tuần cho các anh chị uh, xem ví dụ như là mã cổ phiếu À, uh, để chúng ta có một cái góc nhìn thôi, cái này thì có một cái góc nhìn tổng tổng quan thôi để cho các anh chị nhìn thấy đây các anh chị, đây năm 2020 đây. Thì tại thời điểm đó giá dầu à, uh, giá dầu thô thế giới tạo đỉnh và nó bắt đầu đi xuống thì nhóm dầu khí cũng đã bị chỉnh rất là sâu đây. Uh, phần đa tất cả các mã cổ phiếu đó PVT, các anh chị có thể nhìn thấy đây, năm 2020 và PVT rơi từ vùng 14 mà rớt xuống tầng 6 uh, rớt xuống tận sâu nhất là 6 các anh chị là mất đến 8.000 trên một cổ phiếu, 8.000 trên một cổ phiếu. Rồi ví dụ PLX đó, để cho các anh chị nhìn thấy, đó, PLX ở đây rơi từ vùng 50 và rơi tít tận uh, tạo đáy ở khoảng vùng giá 33, đó, rồi uh, uh, ví dụ PVS, này. đó, ta nói VPS đó, PVS rơi từ vùng ở đây, đó là vùng 18 và rơi tít sâu ngoáy xuống tận vùng uh, 8 chấm mấy, tức là như vậy là mất 10.000 trên một cổ phiếu, 10 trên 18 các anh chị, mất hơn 50% thị giá, đó. Vậy thì đưa một cái góc nhìn như vậy để chúng ta nói 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 cái câu chuyện đó để chúng ta nói làm gì. Thì đến thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây. Như vậy là cái vai trò của giá dầu ở cái thời điểm hiện tại nó rất là quan trọng. Ở cái vùng đệm ở đây là 58.5 theo như quan điểm của Hùng như vậy. Mọi người có thể có những quan điểm khác nhưng mà Hùng thì cũng sẽ có những quan điểm như vậy. Và khi mà cái giá dầu này mà bị mất cái vùng này thì nhóm P sẽ rất khó khăn và cũng có thể nó sẽ à cùng với xu hướng là ở p nó sẽ à, sẽ giá dầu thô thế giới tạo đỉnh thì nhóm p nó cũng sẽ đi xuống theo 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 giá dầu đây đấy đây là đỉnh 32 này đâu, đâu, đâu đó đấy là nó cũng tương đương với giá dầu đâu đó ở đâu đây này đấy thấy chưa các anh chị các anh chị nhìn thấy chưa à, du à du l nói chung là cái gì đấy nhỉ tiếng anh hơi ngu đó đây đó là bắt đầu nó nó cũng đi theo những cái nhịp song trùng với sóng dầu nó tương đối là sát rồi nói như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phân tích uh, nhóm ngành dầu khí ở trên góc độ như thế nào đó là dầu giá dầu thô thì khả năng nó sẽ có cái sự hồi phục nhưng nó cũng sẽ gặp những cái kháng cự rất mạnh uh, và dầu nhóm dầu thì nó cũng đang hồi phục theo uh, nhóm các cái cổ phiếu nhóm p thì nó cũng đang đánh theo giá dầu đi khá là sát biên của giá dầu À, thì đối với gas sau khi mà chúng ta phân tích được uh, cái vùng kháng cự mạnh ở đây 98 thì nó đổ này Và trong tuần thì dự báo là nó sẽ đổ về vùng 85 Thì các anh chị nhìn ở đây có 85 uh, Xu hướng hiện tại của gas đó là xu hướng đi ngang tích lũy ở vùng 85 PLX đoạn này ngon rồi uh, Chúng ta bắt thôi bắt được rồi các anh chị uh, Bắt trên tinh thần bắt như thế nào bắt từ từ À, chúng ta vừa bắt chúng ta vừa thăm dò thị trường thăm dò xu hướng cổ phiếu và vùng khuyến nghị bắt ở đây 48 48.5, vùng này bắt đầu bắt được rồi. Và chờ lúc PLX vượt thoát lại vùng 5X thì chúng ta có thể mở tăng thêm tỷ trọng. À, PET một uh, siêu pháo đài đầu cơ và trong tuần thì nó đã có những cái điểm uh, dự báo thì chúng ta dự báo test lại 25 nhưng mà test gãy này. Nhưng cuối tuần nó lại lấy lại được 25, cái câu chuyện nó là như vậy. Như vậy thì trong tuần vừa rồi là cái cái mức độ tra tấn về áp lực nó rất là lớn các anh chị tra tấn áp lực rất là lớn tức là thị trường luôn có những cái nhịp bull trap như vậy đó thì nó dẫn đến cái tâm lý của chúng ta không ổn định và rất khó để kiểm soát tâm lý hành vi trong tuần vừa qua bản thân hùng cũng cảm thấy như vậy uh, pet thì nó sẽ hồi lại vùng 26 26 năm 27 ở đây nôm na vùng này thì có hàng để mang ra mà chốt thôi uh, pvs trong tuần cũng đã có những điểm Uh, chỉnh về vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật 23.5 và nó đang gặp lại kháng cự 24.8 uh, chính là cái cái điểm hỗ trợ đây thì bây giờ nó thành kháng cự và xu hướng thì nó vẫn đi ngang ở trong biên này thôi 23 năm đến khoảng vùng 24.8 PVS uh, PVD cũng uh, dự kiến thì nó về vùng 17 trên thực tế thì nó hai phiên gần về vùng 7 thôi sau đó thì nó đi khá đẹp ở quanh 17 năm và xu hướng thì PVD nó cũng sẽ có những điểm test kỹ thuật lại trước khi nó hình thành một cái nhịp tăng ở đây chúng ta sẽ kiểm xem cái điểm test của nó nếu mà nó test không gãy 17 năm thì nhịp này nó sẽ đi về vùng 10 tức là về lại về lại cái kháng cự ở đây khoảng vùng 18 năm 18 năm đến khoảng vùng 19 của PVD PVT thì cũng rất là nghiệt ngã đúng không ạ? Ờ, nó xả hai cây rất là mạnh và nó cũng kéo liền hai cây liền sau đó. Ờ, với lực cầu kéo như hiện tại của PVT thì cũng có thể kỳ vọng PVT nhịp này nó sẽ kéo lại về vùng 23 đến vùng hai năm và nôm na là cái vùng này đó là cái vùng kháng cự. Ờ, vùng kháng cự làm gì thì các anh chị biết rồi đúng không ạ? Oi. Ôi xu hướng của OI thì OI vẫn tiếp tục uh, có một tuần đi ngang quanh vùng 12 12 3, đây là vùng tích lũy thôi. Uh, với lực cầu như hiện tại thì khả năng OI sẽ tiếp tục đi ngang. BSR uh, chúng ta có phân tích một cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của BSR vùng 18 và trong tuần thì BSR không lấy lại được vùng 18. Uh, tuy nhiên góc độ tích cực thì nó cũng uh, giữ lại được ở biên 17 khá là là tốt ở trong tuần giao dịch vừa qua nên là tuần giao dịch mới thì khả năng nó sẽ tiếp tục đi ở trong biên 17 đến biên 18 uh, POV kép tương đối là đẹp uh, thì trong tuần thì POVK kép đã có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật đó về đến vùng 10.4 đó là vùng hỗ trợ về vùng 11.4 là vùng hỗ trợ anh chị À, sau đó thì nó có một cây nến, hai cây nến đánh lên tương đối là mạnh. Target ngắn của POVK nhịp này ở vùng 12 mạnh hơn khoảng vùng 12 năm, 12 đến khoảng vùng 12 năm, ok, khả năng là sẽ lên được như này. <laughs> phiên ngày hôm nay thì có một cái phiên nó khá là bất thường, à, lực đánh của POVK à, gần 26 triệu. À, thì các anh chị lưu ý này cái thằng POVK này á, không phải cứ 26 triệu nhìn như thế là ngon đâu một cây 26 triệu này xong cây thứ hai 26 triệu nhào vô thì đến cây thứ ba nó lại ấm mờ và sau đó thì tòng đó thì cái câu chuyện là à, một một, một, một cái phiên đánh như thế này nó không nói lên cái xu hướng tổng quan của cổ phiếu mà nó sẽ cần một cái sự đều đặn để nó hình thành một cái nền tảng tích lũy tốt và sau đó thì đánh lên thì cổ phiếu đi như vậy nó mới là cổ phiếu bền đó và đánh rất sướng ở những cái giai đoạn đằng sau đó à, ví dụ ví dụ như cổ phiếu cmg các anh chị có thể nhìn thấy này cmg nó có một cái nền tảng tích lũy thì gọi là cha của bền vững đó cái này gọi là là thành trì của bền vững và sau một cái thành trì bền vững như vậy đó nó nó bứt phá được đây nó bứt phá được cái kháng cự ở đây anh chị có thể nhìn thấy thì sau đó thì nó có một cái trang kỹ thuật mà cái trang kỹ thuật đó thì nó phê lắm nó đi dài lắm đó thì cái câu chuyện như vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cận đến một cái nhóm ngành rất quan trọng đó là cổ phiếu của nhóm banh thì uh, <laughs> hiện tại hùng lê đang thấy rằng là nhóm banh đang khá là chơi vơi đó những cái điểm kéo của nhóm banh nó xuất phát từ à, cái mục tiêu và mục đích đó là long phái sinh còn hiện tại nhóm banh nó đang khá là chơi bơi đó nó chưa nó chưa hình thành được một cái nền tảng tích lũy thì vì sao ông lại vừa đưa cho các anh chị cái hình ảnh của cmg để chúng ta nói rằng là để đi được đó, để đi dài được thì chúng ta cần nền tảng cần tích lũy đó, cần sức khỏe cần ăn uống nhiều vào đó, rồi tích lũy năng lượng vào rồi tập thể dục nhiều vào đó thì chúng ta một mới đi được một chặng đường xa thì đến thời điểm hiện tại là banh đã đi được một chặng đường rất xa trước đó uh, banh tạo đỉnh và sau đó thì nó đang có những cái nhịp nghỉ chân xong đó nó long lên rồi lại nghỉ chân long lên thì hiện tại đối với banh hiện tại là nó đang ở một cái trạng thái nó chơ vơ đó uh, nó hơi trông tranh nó hơi trông tranh nên là cái cái mức độ mà để 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 giữ nhịp cho thị trường ở trong những cái thời điểm quan trọng thì nó đang 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 khá là khó và và khi cái nhóm banh và nhóm chứng khoán á, nhóm chứng khoán này tí nữa chúng ta sẽ nói sau nhưng khi một cái nhóm banh mà nó vẫn đang chưa có tính ổn định thì thông thường cũng nói nói vậy thì thông thường thị trường nó cũng sẽ thiếu đi cái tính ổn định về mặt điểm số đó về mặt điểm số các anh chị nhá chứ không nói về các mặt cổ phiếu khác đâu đó về mặt điểm số nó thiếu tính ổn định mà khi cái cái cái, cái tính ổn định của điểm số nó nó thiếu ổn định thì phần đa là tâm lý mọi người lại lại hoang mang chứ mọi người lại không không đi sâu vào phân tích những cái nhóm ngành những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm câu chuyện nó là như vậy à, thì đối với nhóm banh hiện tại thì chúng ta sẽ view qua một số các mã cổ phiếu việt công banh. trong tuần thì việt công banh đã bị mất vùng 98 nhưng mà kết phiên thì suy soát lấy lại được vùng 98 lấy hơi với nói chung là phiên này thì có kéo về công banh chủ đạo là kéo về công banh để 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 để, để, để coi như là tạo hiệu ứng ờ, xu hướng thì về công banh sẽ có những điểm test lại theo vùng quanh 94 đến vùng 95 <laughs> biết ở thời điểm này rồi BIT đã về đến hỗ trợ tuần rồi 37.5 đến vùng 38 nói chung vùng này các tài khoản kẹp hàng thì có thể bắt đầu bắt các tài khoản mở mua mới thì cũng có thể bắt đầu bắt thăm dò được rồi bởi vì đây sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật và khả năng thì hùng sẽ đánh giá là nó sẽ có một lực hồi phục ở đây à, xu hướng ngắn hạn tuần tới thì khả năng biết sẽ có những điểm test kỹ thuật lại quanh vùng 38 trước khi mà phát đi cái tín hiệu đảo chiều đây nó sẽ có tín hiệu đảo chiều đây chúng ta sẽ 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 xem được thôi nó không có vấn đề gì cả Uh, acb đó uh, tại sao thì hùng lại nói nó cái cái dùng dùng hai cái từ chơ vơ hoặc là chơ lơ đối với lại nhóm banh ở thời điểm hiện tại uh, thì sau khi nó tạo đỉnh này nó nó nghỉ này nó có nhịp hồi và đến thời điểm này nó đang rất chơ lơ đó bởi vì cái câu chuyện như acb ở đây các anh chị nhìn thấy đây đó đây là những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh và chỉ cần tạo lập người ta không 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 happy với mình á mà người ta đạp một nhát mà thủng cái vùng 31 ở đây ví dụ như là nó sẽ xuất hiện một cái cây nến chắc chắn là là nó sẽ test lại vùng 31 các anh chị nhá. Đó. Và trường hợp nếu như nó làm một cây nến đỏ đặc dài như thế này thì xong, tức là nó sẽ kết thúc một cái chu trình tăng trưởng của nhóm banh. Và nhóm banh sẽ uh, lùi về uh, về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn chứ không phải là những cái vùng hỗ trợ này. Chính vậy nên là nhóm banh hiện tại đang chờ vơ là nó là như vậy. Uh, tín hiệu kỹ thuật của ACB ngày hôm nay có nến kéo rút chân Nhưng trên góc độ kỹ thuật là nó sẽ quay trở lại Nó test lại vùng 31 Các anh chị nha Trước khi mà hình thành uh, các cái nhịp tiếp theo <laughs> uh, Công thương công thương ngày hôm nay uh, Rồi trong kịch bản phân tích tuần Thì có hai ngưỡng hỗ trợ của công thương 32 và gãy 32 thì về 30 uh, Trong phiên ngày hôm nay Về đến 30.1 thì có nến rút chân kéo lên uh, Tuy nhiên Uh, cái nến kéo lên này nó 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 không đại diện cho cái xu hướng uh, Chính vì vậy nên uh, trên góc độ kỹ thuật thì nó sẽ quay về test lại vùng 30 Techcom <laughs> Techcom cũng đã về hỗ trợ kỹ thuật tuần rồi vùng 46 đến 47 uh, Xu hướng thì nó sẽ uh, test kỹ thuật ở ngang ở quanh cái biên này Trước khi mà nó hình thành xu hướng mới thì cũng sẽ phân tích cập nhật thêm MBB <laughs> Có hồi phục nhưng hồi phục với và xu hướng chủ đạo thì uh, theo quan điểm kỹ thuật thì MBB sẽ quay về uh, vùng 27, uh, vùng 27, các anh chị 27, ok, ở khoảng vùng 27. HD banh. Uh, HD bank thì uh, chúng ta thấy rằng HD bank ở đây, ok, là đã chạm phiên ngày hôm nay đã chạm hỗ trợ kỹ thuật của HD Bank ở đây đó là biên 25 3 25 7 và có một cây nến rút chân à, nhưng nến rút chân này nó cũng chưa thực sự là thuyết phục đâu nó sẽ có những điểm lấp lại lấp lại gáp chắc chắn là nó có những điểm lấp lại gáp bởi vì các anh chị nhìn này đây này cái lịch sử tạo lập nó sau một điểm rút lên đó thì nó có những điểm lấp này đó nó có những điểm lấp lại lấp lại lấp lại trước khi mà nó có thể hình thành cái xu hướng đảo chiều sau đó thì cũng sẽ phân tích sau nhưng nó sẽ có xu hướng lấp lại ở vùng 25,7 hoặc là quanh quanh vùng 26 TP TP Bank trong tuần thì uh, có những tín hiệu tương đối tích cực hơn so với các mã banh khác. Uh, nó đi ngang được quanh vùng 34 34 tuần tới thì chúng ta cũng sẽ quan sát những cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 34 thôi ở uh, trên góc độ kỹ thuật thì nó khả năng thì nó sẽ đi ngang ở ngang ở vùng này uh, bởi vì cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào nhóm banh nữa nhóm banh ở trong tuần tới trong trường hợp nếu nó mất ngưỡng 34 thì xu hướng cao là nó sẽ đi về 32 các anh chị cứ lưu ý như vậy <laughs> dòng tiền đi ngang tín hiệu mát thanh khoản thấp như này thì cái lực bật của em này nó đang chưa 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 có. SHB không có gì thay đổi cả vùng kháng cự 29 đến vùng 30 và vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó quanh vùng 27. À, xu hướng này thì sẽ đi ở biên 27 đến biên 29. STB như vậy là trong tuần thì STB cũng chính thức bị mất vùng 28, một cái vùng đệm rất là quan trọng về mặt kỹ thuật của STB. Có những phiên liền sau đó tích cực đi ngang ở vùng 27 nhưng trên góc độ kỹ thuật thì khả năng vùng 27 này nó đi không bền. Nó đi không bền ngay chị. Và có thể nó sẽ có những cái vùng test ở vùng 26, 26, 4. À, trước khi nó hình thành xu hướng mới thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Nhưng à, tuần mới thì chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng 26, 26, 4. Liên Việt Postbank. À, Liên Việt Postbank cũng là một con banh nó được xếp vào trong gọi là trước đây thì xếp vào pen nhưng mà sau một cái thời gian tăng trưởng thì nó cũng không không phải pen nữa đâu uhm, xu hướng tuần thì nó cũng đã đánh mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở vùng 24 bốn à, vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở vùng 24 và đang ngấp nghé ở vùng 22 như vậy thì cái vùng 22 này gọi là cái vùng đệm cuối cùng trong một cái kênh xu hướng tổng thể của Liên Việt Quốc Banh. Đó chính vì vậy nên Hùng mới bảo là nhóm banh bây giờ nó đang chơ vơ là như vậy Trong trường hợp nếu như nó không lấy là vùng 22 cộng là nó xấu cái chị, Nó sẽ đi về vùng 20 BVB như vậy là sau khi đạt target vùng 22 22 trên 22 là bị đổ rồi à, Sau nhịp đổ này thì BVB đang có một cái nhịp đi ngang vùng 18 năm đến vùng 19 Các anh chị lưu ý nếu như vùng này giữ được Thì à, gọi là nấn ná, cấn cá thì cầm lại bởi vì về bản chất là khi về đến vùng 22 đó là target Mà về đến target thì chúng ta phải làm gì thì các anh chị tự biết rồi Trước khi mà nó đổ Đây là phiên đổ Để đến cái phiên đổ này thì gần như không ai xử lý được cả đó, Nhưng mà những cái phiên dập dình dập dình như này đó, Những cái phiên dập dình dập dình như này Đấy là những cái phiên mà chúng ta À ông này ông ấy không qua nổi rồi kiểu như thế cứ thoi thóp thoi thóp ở những cái vùng đỉnh này là chỉ có mang hàng ra mà chốt thôi <laughs> BBB thì uh, như vậy thôi 18.5 Gãy 18.5 thì nó sẽ đi về vùng 17 Và thậm chí sâu hơn thì có thể phải tính toán những cái vùng hỗ trợ sâu hơn Đối với nhóm banh ở trong thời điểm hiện tại uh, MSB Phân tích uh, mã ngân hàng này nữa Thì đối với MSB các anh chị có thể xem lại các bản tin phân tích kỹ thuật tuần Lồng đã đưa được cái target của MSB và thậm chí là trên nhóm uh, trên, uh, trên 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 nhóm chuyên sâu ví dụ đây MSB này uh, tìm nó ra hết đó ngày 11 tháng 8 Uh, MSB đã công thủng 31 nhiệm vụ của Hùng Lê kết thúc tại đây các tài khoản ở đâu đó quanh uh, canh vùng 31 đến vùng 32 thì chốt lấy 50% tỷ trọng. Sau đó nếu cổ phiếu vượt vùng 32 thì đua tiếp với lái nếu như cổ phiếu mất 30.5 thì chốt phần lãi còn lại, tức là câu chuyện ba cái cái điểm 30.5 đấy là điểm giữ lãi cuối cùng. Chốt lãi giữ lãi là việc cần làm và cần phải làm khi cổ phiếu chạm kháng cự đạt target được chín cái tim. Cảm ơn các anh chị đã thả tim. Ờ, thì vùng 31 đến vùng 32 đấy là những cái cảnh báo về mặt kỹ thuật đó và vùng 30.5 đó là vùng giữ lãi cuối cùng và sau đó thì đổ 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 rầm rầm đổ rầm rầm đó đổ rầm rầm thì có khi là mọi người lại bắt đầu bắt lại bắt đầu đến lúc này là không giữ được bình tĩnh nữa đúng không ạ bắt đầu bán hàng ra thì bán xong thì ở vùng 26 đến vùng 26 năm lại là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng của em này ở vùng này và bán xong thì cổ phiếu nó lại tăng à, nó lại oai oăm thế đời nó đời nó luôn thế đúng không? và mọi người luôn trách móc thị trường mà không không trách không trách mình phải trách chính mình xem mình sai ở đâu chứ đừng có trách móc người khác đừng có trách móc thị trường cái văn hóa đổi lỗi là cái văn hóa của con người thất bại và tâm niệm của ông lê ông lê luôn 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 đặt cái câu nói đấy và cái câu nói đấy thì là câu nói mà của những người thành công thôi nó đã bảo là những người thất bại sẽ luôn tìm đủ mọi cách để đổi lỗi cho người khác Đổi lỗi cho hoàn cảnh, đổi lỗi cho số phận Đổi lỗi cho thị trường, đổi lỗi cho cái ông Bên cạnh vân vân và vân vân Thì MSB khả năng ở đây nó sẽ có một cái lực hồi lực hồi này thì nó sẽ đi về lại vùng 292. Rồi ta sẽ đi phân tích uh, nhóm ngành chứng khoán thì trước khi mà tiếp cận đến nhóm ngành chứng khoán thì Hùng uh, <laughs> Hùng nhắc các anh chị như sau, tức là cái câu chuyện là lòng nói rồi khi mà nhóm ngành sập, khi mà thị trường sập là chúng ta không xử lý được đâu. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng đi sớm hơn một bước, làm lẹ hơn một bước và uh, chịu khó ăn non hơn một tí. À, chúng ta làm trước đi, làm trước khi mà mọi thứ nó xấu đó thì 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 sẽ tốt đó thì sẽ tốt đó và nếu chúng ta bán cổ phiếu xong cổ phiếu nó tăng ok chúng ta sẽ dành cho người sau đến sau một tí lộc có sao đâu các anh chị mình chia sẻ chứ <laughs> mọi người cứ muốn bán xong là cổ phiếu nó phải sập 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 thế mới vui lạ lùng VCI thì nhóm ngành chứng khoán đến thời điểm hiện tại lùng đang nhìn thấy đang nhìn thấy bắt đầu suy yếu đó đó, đừng có để lúc nó yếu hẳn thì chúng ta mới làm. Đó, bắt đầu suy yếu. Chỉ nói như vậy thôi. Còn tùy các anh chị. Thì đối với VCI như vậy là chúng ta có target gần như là tuyệt đối ở vùng gần 65 rồi đúng không các anh chị? Và hiện tại thì cổ phiếu này đang bị mất vùng 60. Tức là nó giao dịch ở dưới biên 60. Đó, và với cái việc giao dịch ở dưới biên 60 như này thì rất có khả năng là VCI sẽ quay về test lại ở khoảng vùng 55. SSI <laughs> thì hiện tại chưa xấu à, Trong tuần vừa qua nó vẫn giữ được vùng 60 Biên kháng cự, biên 65 à, Và xu hướng Khả năng thì test lại vùng 58 Vùng 58 giữ được Ok, chúng ta tiếp tục nắm giữ Nhưng 58 mất, các anh chị lưu ý à, Với quan điểm của ông Lê An toàn là trên hết thì chúng ta nên bán HCM như vậy là HCM đã bị gãy vùng 56.5 và chính thức là mất vùng 55 55 ở trong 55 trong tuần giao dịch vừa qua. Thì uh, trên góc độ kỹ thuật đây nó có những cái nhịp hồi những những nhịp hồi này gọi là những nhịp hồi với. Các anh chị có hiểu cái chữ hồi với không? Ví dụ như đây nó hồi nhá, nhưng mà phiên liền sau đấy thì nó lại bị thủng. Ở đây nó hồi nhưng rất có thể phiên thứ hai nó lại bị thủng về lại. Đó, về lại 50 thì đấy gọi là những cái phiên hồi với thì thông thường những cái phiên hồi với này nó sẽ xuất hiện khi mà cổ phiếu đang trong một cái quá trình chỉnh giảm. À, sau khi nó chỉnh giảm xong nó tạo nền, đó ví dụ HCM ở đây em có phân tích một cái nền uh, nền 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 tích lũy đây. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần cũ hơn, đó là nền 45 đến nền 46. Trước khi nó hình thành lại cái sóng tăng này thì cái câu chuyện là những cái nhịp hồi với này nó sẽ nằm thường nó sẽ nằm ở trong cái quá trình mà cổ phiếu rơi. Đó và khi nào nó tạo nền tạo đáy xong thì chúng ta bắt đó, khi đó thì sẽ rất là yên tâm. HCM xu hướng thì khả năng sẽ sẽ như vậy thôi. Quay về vùng 50. SHS thì chia cổ tức, chính vì vậy nên là những cái hình vẽ này nó bị uh, nó bị sai là chết rồi. Uh, nhưng nôm nay chúng ta sẽ định vị lại sau chia cổ tức, hỗ trợ cứng của nó là vùng 35, đây gọi là hỗ trợ trung hạn kháng cự ngắn ở vùng 40 và xu hướng thì trong tuần mới khả năng em này sẽ có những điểm tích lũy đi ngang ở quanh nền 37. Nôm na là nếu như mà vẫn ở trên 37 cộng thì chúng ta cứ nắm. Gãy 37 cộng thì nên chốt bớt. Đó. À MBS Ờ uh, trong tuần thì MBS cũng đã đạt một cái target thiết kế đó là vùng 36 và đây ông uh, có khẳng có 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 trong bản đi tuần thì cũng có nói đến cái câu chuyện đây là những cái vùng kháng cự rất là mạnh. Đó, uh, vùng 36 36.5 chốt đẹp quá. Xu hướng của MBS thì nó chưa xấu. Uh, với góc độ kỹ thuật tuần nó vẫn đang giữ lại được ở vùng 31.5 là chưa xấu. Uh, chính vậy nên sang tuần mới thì các anh chị cứ thong dong thong thả thôi. Cổ phiếu này thì nó vẫn còn có những cơ hội mà đánh vượt thoát lại. Về vùng 36-365 Thì chúng ta sẽ canh chốt ở những vùng trên CTS cũng đã đạt cái vùng giá mục tiêu Và cũng nêu rồi Đó là vùng 30 Đó là vùng kháng cự mạnh Nên chốt bớt Và vùng hỗ trợ kỹ thuật trong điểm ngắn ở đây Khoảng vùng 27.5 Trong trường hợp nếu cổ phiếu này phá 27.5 Thì các anh chị của chúng ta cũng nên chốt các anh chị nhé ở VND như vậy là đến thời điểm này có thể khẳng định là target ở nhịp này nó là 55 hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 48.5 nếu gãy 48.5 thì các anh chị cũng, ta cũng nên chốt ở FTS kháng cự của nó ở đây là vùng 56 hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 50 và nếu gãy 50 thì cũng chốt không gãy 50 thì cứ thế cầm ở VX Uh, trong bản tin phân tích tuần thì cũng có nói đến cái vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 30 đến khoảng vùng 32 và trong tuần thì nó đi cái cây này nó uh, nó tiêu lên được khoảng vùng 31.5 và những ai đua 31.5 là T0, T1, T2 về đây cắt lỗ luôn. Sáng ngày hôm nay nó sóc cho một nhát là chắc chắn cắt lỗ luôn ở đấy. Uh, cắt xong nó lại hồi, hồi xong thì không biết làm gì cả. Đó thì vùng kháng cự thì sẽ không mua, đó như vậy thôi, còn vùng hỗ trợ thì có thể mua. Đó. Hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 25 đến vùng 26. Khả năng thì nó uh, sau một cái cây hồi này nó sẽ trả 1/2 cây hoặc là trả sâu hơn thì nó sẽ trả hết cây. Tức là nó sẽ quay lại test lại vùng uh, 25 năm đến vùng 26. Ờ uh, AS Về mặt kỹ thuật thì nó chưa xấu bởi vì ở đây nó vẫn đang giữ được cái vùng 14 này. Trong tuần có 4 phiên, 3 phiên là nó thiết thoát tạm 14 và sau đó nó rút chân lên. Đó, thì những tài khoản mà đang cầm AS thì cứ cầm thêm thôi. Trong trường hợp gãy 14 thì nên bán. Còn không gãy 14 thì cứ cầm. Lên được khoảng tầm vùng 16 cũng nên chốt. Nói chung là cái vùng này là đấy trong tuần là có những cái điểm lên được gần vùng 16, 4, 16, 5 này. 16.3 Nói chung là nôm na cái vùng này là chốt được rồi Chốt quá đẹp Bởi vì nó cái nhịp hồi này nó cũng chỉ hồi về lại Uh, theo như hùng đánh giá thì nhịp hồi chứng khoán này nó khỏe nó hồi về lại suýt soát đến gần đỉnh của nó ở đây mà về đến vùng này mà không chốt nữa thì cũng không biết là làm gì nữa các anh chị còn chờ đợi đến đến cái mức nào nữa trong nhóm ngành chứng khoán có mã cổ phiếu nào nữa không nhỉ vnd cơ bản hết rồi đấy bsi sbs phân tích thêm hai mã nữa bsi <laughs> BSI thì Vẫn đang tương đối tích cực Đấy, 26 29 Vùng 26 đến 29 26 vẫn giữ được thì các anh chị cứ cầm thôi SPS Như vậy là SPS cũng đã hoàn thành cái Vùng giá mục tiêu của nhịp hồi này Đó là 16.5 này đó, à, với hùng mà khi cổ phiếu hồi đến vùng này là hùng chạy nhanh lắm, chạy rất nhanh. Không ai có thể đuổi kịp, thậm chí là có thể đặt lệnh bán từ từ trong đêm. Đó, đặt đặt lệnh bán ở vùng 16.5 bán chết thôi. Sau đó nó về đến vùng hỗ trợ dưới này thì lại đặt lệnh mua lại trong đêm, nó ví dụ như thế. Đó, hỗ trợ này. Khả năng về lại vùng 12.8 đến vùng 13. Uh, Nôm na với những tài khoản mà đang cầm uh, em này á thì nó giữ được 14 cộng thì cứ nấn ná mà cầm Còn nếu mà mất 14 cộng thì như vậy là nên bán đi để chúng ta có thể bắt lại ở những vùng sâu sâu thấp thấp ở dưới này Bởi vì uh, SBS là có bắt lại nếu như không nhầm thì SBS đã bắt lại ở vùng 11, 2 đến khoảng vùng 12 Xem lại Tại vì nó cũng lâu 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 rồi 25, 25 tháng 6 à 28 tháng 6 à mùng 1 tháng 7 28 tháng 6 nhìn về ý đồ tạo lập đây là trước chia rồi FBH trước chia rồi sẽ view sang một nhóm ngành cũng rất quan trọng cho các anh chị đó là nhóm thép gồm có HPG Ờ, đối với Hòa Phát trong nhịp hồi kỹ thuật này cũng có đưa target của Hòa Phát đó là 50 và như vậy với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì Hòa Phát sẽ có những điểm test kỹ thuật quanh 47.5 trong trường hợp mất 47.5 thì nó sẽ về 46 hoặc sâu hơn sâu hơn nó sẽ là vùng 44 đến vùng 45 Hoa sen, hoa sen thì cũng đang có những cái nhịp hồi ngắn thôi. Trong cái target nhịp hồi là ông có đưa về vùng 39.5 đến vùng 40 ở đây. Và như vậy thì nó cũng đang có những hồi ngắn thôi. À, trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị có thể canh lại ở vùng 36, khả năng nó sẽ quay lại về test vùng 36 đây. À, Nam Kim, Nam Kim thì hiện tại đang tương đối và gọi là tích cực hơn cả so với các mã cổ phiếu trong nhóm ngành thép. Đánh vừa thoát được vùng 35, nôm na là gãy 35 thì chốt, không gãy 35 thì cầm. TVN như vậy là sau cái đạt 14 trên 14 thì em ấy chỉnh Chỉnh thì hỗ trợ của nó ở đây thôi 12.4, 12.7 Và dự kiến thì nó lại có một cái lực hồi lại nước hồi ngắn này thì nó sẽ chạm lại vùng 13 3, 13 năm đây là cái vùng kháng cự ngắn của nó đây Nó thấy bị Những cái lực chốt ngắn POM POM như vậy là cái lực hồi của POM Uh, trong bản tin tuần trước thì cũng có đã nó đề cập rồi đó là quanh vùng 17 và đây là những cái vùng mà chúng ta có hàng đó có hàng thì chúng ta nên chốt thôi bởi vì đây là những cái vùng kháng cự tương đối là mạnh rồi uh, đối với những tài khoản đang cầm á, thì các anh chị chú ý vùng 16 gãy 16 nên chốt bởi vì gãy 16 khả năng cao là sẽ đi về khoảng vùng 14 ở VGS sau khi khuyến nghị mua xong thì một mạch uh, gọi là lên đến đỉnh Uh, nôm na là nó đang kéo lại vùng 30 cộng uh, với quan điểm kỹ thuật thì có hàng canh chốt. Có hàng canh chốt PGS như này là có hàng canh chốt thôi. Uh, và chờ lại hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 24.5 đến vùng 25.5 thì tùy cái cách chốt có thể các anh chị có thể ra hàng 50% và sau đó thì chúng ta sẽ uh, sau đó chúng ta sẽ um, sẽ sẽ gọi là về đến cái vùng này thì chúng ta sẽ co cover lại cái lượng hàng mà chúng ta đã chốt ở trong trong cái nhịp chốt ở trên này. Rồi, nhóm ngành tiếp theo chúng ta phân tích nhóm ngành mía đường SBT. SBT thì hiện tại nó cũng đang rất là tích cực trong tuần vừa qua, nó đã có những cái nhịp chỉnh về vùng kỹ thuật 20.5 và xu hướng thì SBT sẽ tuần mới sẽ cán về lại vùng 22.5. Uh, QNS thì uh, về mặt kháng cự uh, Target thì không nâng thêm Đó là vẫn để ở vùng 49 Trong tuần đã có những điểm uh, Nó sọt về vùng hỗ trợ Ở đây là vùng 46 Và lực kéo này Thì đang kéo đưa lại vùng 49 Và vùng này thì các tài khoản của Chúng ta có hàng thì Chúng ta cũng có thể canh Để chúng ta chốt ở vùng này LSS đã khuyến nghị chốt một phần rồi và phần còn lại thì đua theo lái về khoảng vùng 14 cộng đến khoảng vùng 15. Nôm na vùng này thì sẽ là vùng cuối cùng để chúng ta có thể chốt ở tất toán nhịp này của LSS. Nhóm ngành thị sản có FMC thì FMC là target cũ chúng ta phân tích ở đây là 45. Ở trong tuần nó đã bị sọt xòe xong thì nó đang có lực hồi và lực hồi này thì cơ bản nó sẽ hồi về lại khoảng vùng 43.5 đến vùng 44 canh chốt ở VHC cũng như vậy VHC thì nó chỉnh sâu hơn trong tuần nó đi về tận vùng 41.5 lực hồi này thì cũng đưa VHC về lại vùng 48 đến vùng 49 ở đây và đây cũng là vùng kháng cự nôm na đến vùng này thì chúng ta cũng canh chốt không có có có, có mua nữa ANV cũng đang có một cái lực hồi uh, Khá là tốt trong tuần vừa qua Sau khi đập về hỗ trợ 27 đến vùng 28 uh, Ngắn hạn thì có thể AMV sẽ quay về lại vùng uh, Đây các anh chị về lại vùng 32 Nói chung là có thể quay lại về vùng 32 cộng Và về đến đó thì cũng canh để chúng ta chốt <laughs> IDI uh, sau khi hoàn thành cái target mục tiêu vùng 6.5 Và dự kiến nâng lên vùng 7 thì chưa đạt đó và nó lại quay về thủ lại hỗ trợ 5.95 đến vùng 6 đây là hỗ trợ kỹ thuật dự kiến nhịp này nó lại quay về lại vùng 6.5 đến vùng vùng 6.6 sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo nhóm ngành cao su chúng ta view nhanh mã cổ phiếu PHG HPG à, PHG cao su Phước Hòa thì uh, sau khi nó đạt được target 55 thì cổ phiếu này ban đầu chỉnh tuần vừa qua thì chủ đạo nó đi ngang uh, xu hướng đi ngang này thì cũng đang khá là tích cực khi mà nó không gãy vùng ở đây 49.5 thì trong trường hợp gãy 49.5 thì nó cũng sẽ tụt về cái vùng hỗ trợ sâu sâu đấy thôi và chúng ta sẽ quan sát thêm uh, cái tín hiệu kỹ thuật của của cổ phiếu này trước khi mà xuống lệnh bắt GVR sau một cái nhịp sọt uh, trong tuần trước thì chúng ta có dự kiến cái vùng kỹ thuật là vùng 333.5 suy soát về đến nơi Thì nó hồi lên và nhịp hồi này cũng rất là nhanh à, Xu hướng ngắn hạn thì GBR lại về lại vùng 38 đến vùng 39 và nếu cổ phiếu quay đầu thì Sẽ canh để chúng ta chốt DRC cũng hồi rất nhanh à, Cũng hồi rất nhanh sau khi chạm lại hỗ trợ kỹ thuật vùng 30-30.5 Lực hồi này thì sẽ đưa sẽ đưa cổ phiếu này về lại vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 36 35 đến vùng 36 cũng là cánh chốt. DRI đến thời điểm hiện tại thì là tích cực rồi, nó đang có xu hướng mở trang kỹ thuật ở đây. À, sau một cái thời gian rất dài để đánh break vượt thoát được vùng giá 12 và trong một tuần à, thì DRI đã có một cây nến đánh vượt thoát lên và nó đã có một cây nến test thì một cây nến test thì nó sẽ chưa thể làm nên xu hướng của cổ phiếu. À, chính vì vậy nên là nó sẽ cần thêm khoảng 2 đến 3 cái test nữa Về quanh vùng 12, 12 Khả năng ở đây Ở đây là bao nhiêu này Đây này Đó Biên trên của nó khoảng vùng 12, 3 anh chị Đó sẽ là những cái biên test kỹ thuật để Đánh giá cái xu hướng tiếp theo ở à, VHG sau khi mà chúng ta chốt à, vùng 3 cộng Như vậy là một cái điểm đảo hàng thần tốc ở đây Đúng T3 luôn à, Lãi 24% Và Uh, nó lại quay đạp về nền. Uh, đạp về nền ở đây thì đã có một điểm gom 2.6 và hôm nay định gom 2.3 nhưng mà không 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 gom nổi 2.3. Thì uh, gom 2.4 và sau đó thì có thể phiên uh, tuần tới chúng ta gom tiếp 2.3. Đó và có thể gom một điểm 2.2 nữa rồi sau đó chúng ta tính toán tiếp. Nói chung là cái con này nó đánh hơi chạy bừa nhưng mà biết cách là chúng ta cũng đấy làm hoàng pháp 24% cũng khá là dễ thôi, không có gì khó cả. Chúng ta nắm được cái quy luật của dòng tiền thì chúng ta sẽ bắt những cái nhịp cổ phiếu rất là đẹp. VGT trong tuần cũng đã chỉnh giảm về mặt hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 18 và lực kéo này thì đưa VGT lên lại vùng 20 đến 21 cũng là kháng cự rồi. Anh em chúng ta canh để chúng ta chốt. TNG trong tuần là đẹp khi nó đánh uh, khi nó 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 test lại vùng 28 ở đây này rất là đẹp và cái vùng test sâu hơn của nó ở dưới này là gần như vùng 26 gần như nó nó không test đến nơi. Cuối tuần đánh vượt đỉnh và xu hướng sẽ có những điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 30, không gãy thì uh, sẽ có hai phương án, một là chúng ta có thể mở mua mới hoặc là gia tăng tỷ trọng để kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ có một cái điểm kỹ thuật mở chen ở đây. Cổ phiếu EVE đã khuyến nghị mua và đối với EVE thì uh, vùng 15 năm đến vùng 16 Đấy là vùng kháng cự khuyến nghị uh, nên chốt Còn đây đang là những cái nhịp uh, kéo lên kéo xả lên như thế này Và thông thường thì uh, ông đã nghiên cứu rất sâu cái tính tạo lập của cổ phiếu này uh, Sau những cái nhịp uh, kéo xả lên như vậy thì thường là nó sẽ có những nhịp đạp rất là sâu Nên là em này chỉ ăn một nhát thế là chúng ta tạm biệt thôi Còn cái nhịp sau này là chúng ta không có dây dưa với nó nữa bởi vì càng dây dưa với cổ phiếu này nó sẽ càng chết Đó Đấy, EVE lùng bắt cái nhịp này là 12 năm đến vùng 13 này Chúng ta ăn được một nhịp là chúng ta té Tức là chúng ta hiểu được cái bản chất của từng cổ phiếu Hiểu được cái đội lái của cổ phiếu Hiểu được cái tính cách của cổ phiếu Thì như vậy là chúng ta sẽ rất là dễ dàng chủ động Sẽ phân tích ba mã cổ phiếu về mặt hóa chất nữa Sau đó thì chúng ta sẽ nói đến thị trường <laughs> ở CSV quá đẹp các anh chị CSV là như vậy trong tuần nó chỉnh về vùng 37 đến vùng 38 và kết tuần thì nó chính thức vượt thoát vùng 4x đẹp quá CSV là một mã cổ phiếu đây cái đoạn trung hạn này này các anh chị có thể xem lại những cái phân tích kỹ thuật cùng lên ở thời điểm lồng nó trung hạn là vùng 26 và đây là cái vùng mà chúng ta mua để nắm cổ phiếu dài này Uh, cùng với đó thì mã cổ phiếu dgc nó cũng đã quá quen thuộc với uh, tất cả những anh chị em mà theo dõi các cái bản tin tuần cùng Lê uh, chúng ta phân tích một cái trang kỹ thuật của cổ phiếu này tương đối dài và như vậy uh, tuần uh, tuần này tuần này chính thức là 110 vượt thoát vùng 110 rồi <laughs> với một cái tín hiệu kỹ thuật cầu tương đối ổn định Uh, tuy nhiên uh, để uh, chúng ta phòng thêm những cái những cái, cái yếu tố bất lợi của thị trường ở trong tuần mới có thể có, có thể có thì uh, Nomna là ở quanh 106, không có 106 thì cứ thế cầm thôi. À uh, LAS cũng đang tương đối là đẹp và <laughs> trong tuần thì cổ phiếu này đã không bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó là vùng 16. Uh, và cái biên kháng cự của nó ở đây thì hiện tại nó vẫn đang là biên 18 thôi và hiện tại thì LAS là chưa có chưa có nâng thêm những cái target mới và đây cũng là một cái mã cổ phiếu kỹ thuật nó nằm trong nó thỏa mãn các cái yếu tố điều kiện về trang kỹ thuật dài và trang kỹ thuật dài thì đánh như thế nào thì các anh chị có thể xem lại các cái clip trước mùng có chia sẻ với các anh chị rồi Ok còn phần còn lại chúng ta uh, chúng ta chúng ta mà chưa được phân tích thì các anh chị à trong cái nhóm xe lắp thiếu mất một mã cổ phiếu rất quan trọng HHV các anh chị lưu ý. À, đối với HHV là tầm nhìn tầm nhìn của HHV bây giờ cũng là tầm nhìn giống như DG rồi. Tức là DG tầm nhìn cho đến hết năm nay, thậm chí là đến khoảng tầm để quý quý 1 đến quý 2 của năm 2022. Còn HHV đến thời điểm hiện tại lùng cũng ngắm con này nó đẹp lắm rồi, lãi hôm nay nó đánh suýt soát tí nữa thì ăn được giá 18.6 trong tuần vừa qua. Hơi tiếc. Bắt được uh, bắt được mỗi ở điểm 19 19 năm không bắt được cái điểm 10 18 6 nếu mà nó nhún được cái điểm 18 6 này thì đẹp quá tức là cái cách thức mà cổ phiếu dài đánh dài chúng ta gom từ từ và chúng ta canh những cái phiên đạp sâu này để chúng ta gom này chứ còn khi mà nó buôn lên như thế này thì chúng ta lại không gom nữa trừ khi là nó vượt thoát vùng 22 và cái chờ đợi một cái cơ hội để cổ phiếu này có một cái cây nến xanh lực lưỡng ươn mình để thoát vùng 22 thế này đó sửa màu xanh hy vọng đó sửa màu xanh hy vọng để chúng ta có một cái trang cái thuật dài thì đối với hhv là như vậy các anh chị lưu ý rồi à, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ nhìn lại à, à, nhìn lại thị trường trong tuần vừa qua à, thì các anh chị cũng biết rồi đấy là à, khi mà chúng ta nghiên cứu sâu về thị trường á, à, thì chúng ta sẽ để ý thấy những cái yếu tố tạo lập của thị trường nó rất là hay nó rất là hay trong những cái ý đồ tạo lập ví dụ Ví dụ đây. Trước khi mà thị trường tạo đáy bao giờ nó cũng vả một nhát. Cái này cũng có phân tích uh, cho anh em ở trên 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 nhóm rồi. Hình như là đây để xem nào. Đâu đó có phân tích một cái ý nào đó. Đây là kết tuần. khó khăn. trong ý hai à? à đây trong cái ý hai đây tức là thông thường trước khi thị trường tạo đáy Uh, thị trường sẽ có 1 đến 3 phiên đi ngang để tích nền, sau đó có một cú ga nhẹ để nhỏ lẻ lao vào vì cho rằng thị trường đã tạo đáy xong. Uh, sau đó thì tạo lập li uh, liền mạch đạp 2 đến 3 phiên tiếp theo và nhỏ lẻ nhỏ lẻ say sóng, nôn hết hàng. Ở uh, khi đó thị trường mới thực sự tạo đáy và trên thực tế thì Hùng Lê đã chứng kiến rất nhiều uh, và rất tỉnh táo ở trong những cái pha như thế này và uh, và kết hợp những cái 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 phân tích kỹ thuật ở trong ý một tức là lúc đó thì cái bản tin này là ngày 25 tháng 8, ngày 25 tháng 8 thì có phân tích ý này. Thì đây chúng ta có thể nhìn thấy đây, ví dụ đây là một cái ý đồ về mặt tạo lập trước khi mà nó tạo đáy nó nhồi lên một phát và sau đó nó phải nhồi một hai phiên. <laughs> đó, nhồi một hai phiên trước khi mà nó tạo đáy thì thì thì, thì nó mới tạo đáy được. Đó, để xem chỉ độ chỉ số VN Index này. Đó, ví dụ đây. Đó thì thông thường là chúng ta sẽ bị dính một phát này chúng ta dính là phát thứ nhất Hùng đã phân tích ở ngay đầu bản tin rồi Đó là sau một phiên giảm mạnh có một lực hồi và đến phiên ngày thứ hai này là mọi người đa phần sẽ lao vào bắt Bắt xong thì đến đến đây nó xả ra một nhát là coi như nôn hết rồi Và sau đó nó lại tiếp tục có một cú lừa thứ hai ở cú lừa thứ hai nó cũng sẽ tạo một hai ba cây nến xanh đó và chúng ta nhảy vào thì nó lại tiếp tục đạp một nhát nữa rồi bắt đầu nó mới kéo thị trường lên để xem nào xem 19 <laughs> xem những cái phiên đây đây cũng là một cú ngã thứ hai rất gần chúng ta thôi đó là gì đó rất là cái phiên ngày thứ hai này thông thường mọi người sẽ bắt hoặc là đến đây mọi người sẽ bắt à, bắt xong thì nó đạp một nhát nó đạp một nhát phiên này thì đạp hẳn luôn nó đạp hẳn luôn sau đó nó kéo thì phiên này thì nó lại lừa nhát trên này thôi thì nhát dưới này thì nó, nó 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 lừa nhưng mà nó lừa không 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 sâu lắm và các anh chị có thể xem lại những cái uh, tín hiệu kỹ thuật ở những cái phiên như vậy để chúng ta hình dung ra được cái kịch bản mà <laughs> thị trường sẽ đi thì nhìn trên những cái yếu tố tạo lập như vậy thì chúng ta anh chị em có thể chúng ta sẽ nhìn về index trước tiên <laughs> nhìn về index trước tiên đó là nhiệm vụ trong tuần tới thì chỉ số index của chúng ta cũng sẽ có một nhiệm vụ rất là quan trọng đó là công lại vùng kháng cự ở đây đó là vùng 1315 điểm đến vùng 1320 điểm. Và trong trường hợp nếu như mà index của chúng ta thoát được, nếu như index của chúng ta mà thoát được cái vùng vùng ở đây là khoảng vùng 1325 điểm. 1325 điểm với lực cầu ổn định thì như vậy là chính thức là thị trường sẽ xác nhận đáy ở vùng 1 đến vùng 1290 điểm ở à, trên góc độ kỹ thuật thì phiên ngày hôm nay là một phiên kéo khá là gấp khá là gấp Chính vì vậy nên là khi mà nó kéo gấp á, và kéo sóc á, thì thông thường là thị trường nó sẽ có những điểm về mặt test cung về mặt kỹ thuật của nó nó như vậy thôi và có thể là thị trường sẽ chạm về lại những cái vùng kháng cự đây và nó sẽ quay lại nó sẽ quay lại test lại cái biên kỹ thuật của nó ở đây đó là biên uh, 1305 đến 1300 và sâu hơn thì chúng ta vẫn lấy cái biên ở đây nó là biên 1285 đến 1290 làm cái mốc hỗ trợ kỹ thuật của thị trường đối với chỉ số VN30 đối với chỉ số VN30 trong tuần tới thì một cái nhiệm vụ nó cũng rất là quan trọng nó cũng rất là quan trọng ở đây Uh, thì nó cũng sẽ đồng pha cùng với cái câu chuyện của phái sinh nó nó cũng sẽ đồng pha à xin lỗi cả nhà đồng pha cùng với cái câu chuyện của vn index đó là nó sẽ chạm lại cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây đó vùng kháng cự rất mạnh đây tương đối mạnh đó các anh chị vùng này là vùng một bốn trăm một nghìn một nghìn bốn trăm ba mươi điểm và khi khi mà chỉ số này thoát được cái vùng một bốn trăm ba mươi và nó có những cái điểm test kỹ thuật lại tức là thông thường là khi nó 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 thoát quá thì nó cần phải có những cái điểm test kỹ thuật lại không gãy thì khi đó chúng ta sẽ có một cái tín hiệu kỹ thuật uh, ngắn hạn về xác nhận cái xu hướng tạo đáy ngắn hạn của thị trường ở trong nhịp hồ này. Còn trên góc độ kỹ thuật thì nó sẽ <laughs> trong bản tin tuần uh, trong trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến cái vùng 1410 điểm cái đường xanh này các anh chị này. Uh, chỉ kẻ xanh này là một cái đường rất là quan trọng và khả năng khi nó có những cái điểm tiệm cận lên vùng kháng cự thì nó sẽ có xu hướng quay uh, quay trở về kiểm tra cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây và thậm chí sâu hơn thì chúng ta vẫn có thể đề phòng ở vùng một nghìn điểm bởi vì uh, đến thời điểm hiện tại thì cái mức độ chắc chắn của thị trường nó chưa có nó chưa có bởi vì nhóm banh và nhóm chứng khoán nó cũng đang khá là chơ vơ đó chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần thêm một cái dữ liệu kỹ thuật của phiên ngày thứ hai đó, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba khả năng sẽ có cần thêm cái hai phiên đó để chúng ta có thêm cái định lượng. À, còn về trong ngắn hạn, về trong 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 gọi là cái định lượng về mặt kỹ thuật và các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị có thể lấy cái biên 1385 đến 1390. Ờ à, 1385 đến biên 1390, đó là biên hỗ trợ kỹ thuật của của chỉ số VN30 ở trong nhịp này. À, đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như là chỉ số VN30 đó là tuần giao dịch mới thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là nó công cái vùng kháng cự 1330 đến 1335 điểm ở đây và khi mà nó công thoát được, nó công thoát được và nó test lại uh, thành công thì lúc đó thì chúng ta mới có thể có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nhận định cái xu hướng tạo đáy tạo nền uh, của thị trường. Còn đối với tín hiệu kỹ thuật thì sang tuần tới các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý quanh vùng 1410. xu hướng thì nó sẽ test lại 1410 thì nó không có gì phải bàn cãi cả và sâu hơn thì nó có thể quay trở lại ở vùng 14 1400 ở đây. Còn trong những cái trường hợp xấu thì Hùng sẽ có những phân tích định lượng sâu hơn, ví dụ như là sẽ ở khoảng vùng 13 1385 đến khoảng vùng 390. Đấy là sẽ là những cái vùng mà uh, dự test sâu hơn và À, chúng ta cũng lấy những cái mốc những cái điểm hỗ trợ này làm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của vn30 và phá sinh ở trong tuần giao dịch mới à, trên tinh thần là tuần giao dịch mới thì à, chúng ta sẽ cần thêm dữ liệu để xác nhận xu hướng tạo đáy ngắn hạn của thị trường đấy là cái ý thứ nhất à, cái ý thứ hai là thị trường chung của chúng ta sẽ có những phiên hoặc là trong phiên sẽ có những điểm À, test lại cung kỹ thuật và những điểm test kỹ thuật thì hùng đã có phân tích à, vừa qua. Cái thứ ba đó là à, tuần giao dịch vừa qua mặc dù có biến động về mặt điểm số là do nhóm banh và do nhóm laggap tức là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nó có những cái nhịp đạp. Tuy nhiên nhóm mickap thì đến thời điểm hiện tại cũng thấy đánh giá vẫn khá là tốt và có một điều đáng lưu ý trong thời điểm hiện tại đó là nhóm này và một số các mã cổ phiếu đã hồi. Và lực hồi này thì đã đưa lại một cái lợi nhuận ngắn hạn từ 5 đến 10% tùy từng cổ phiếu. Các anh chị lưu ý như vậy, 5 đến 10% tùy từng cổ phiếu. Chính vì vậy khi mà cổ phiếu về và nó về lại đúng cái vùng kháng cự ngắn thì các anh chị hiểu vùng kháng cự ngắn đó là chúng ta sẽ lấy cái vùng đây, ví dụ đây chúng sẽ đó. Uh, chúng ta sẽ lấy cái vùng kháng cự ngắn đó chính là ví dụ HHV chẳng hạn thì các anh chị sẽ sẽ nhìn thấy vùng kháng cự ngắn ở nó đây đó là vùng 21.6 đúng không ạ thì lực hồi đã sắp sửa đưa gần như cái mặt bằng cổ phiếu các anh chị có thể view lại gần như về lại cái vùng kháng cự ngắn đó thì về đến vùng đó là thị trường sẽ gặp trờn tức là giống như kiểu chúng ta đội đầu á đó. đó thì nó sẽ trờn lại và nó sẽ có những cái sự rung lắc nhất định đấy là mẫu chốt của vấn đề đấy là điểm mà các anh chị cần lưu ý ở trong cái tuần giao dịch mới và để được uh, cập nhật tất cả những cái bản tin phân tích về mặt kỹ thuật đó bản tin về mặt phân tích về mặt kỹ thuật về mặt cổ phiếu và cổ phiếu thì uh, các anh chị uh, mời hùng lê mời các anh chị uh, trên khắp mọi miền đất nước chúng ta về uh, đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty chứng khoán vps để uh, chúng ta có những cái trao đổi sâu hơn để chúng ta có những cái tương tác ở trong thời gian giao dịch trực tuyến để để làm gì ạ để mục đích duy nhất là chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận giảm thiểu những cái rủi ro và chúng ta hỗ trợ nhau để cùng nhau phát triển để cùng nhau tồn tại ở trên cái thị trường chứng khoán rất là khốc liệt này à, tuần giao dịch mới thì chúng ta có 3 phiên giao dịch và chúng ta có ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nhưng khả năng là với dịch bệnh hiện tại thì chúng ta cũng sẽ ở nhà thôi và À, nhân tiện à, cái bản tin ngày hôm nay thì hùng lê cũng xin gửi lời à, chúc tất cả anh chị em nhà đầu tư à, cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta à, có những cái ngày nghỉ à, hai ngày nghỉ cuối tuần ở đây và tiếp theo đấy là có những cái ngày nghỉ lễ bên gia đình bên người thân à, rất là vui vẻ rất là hạnh phúc trong những cái thời điểm khó khăn à, của cả đất nước của chúng ta và à, chúng ta sẽ gặp lại trong những cái bản điểm tin tuần tiếp theo à, trên kênh của chúng ta Uh, một lần nữa là xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em